Hóa ra đây là tập đoàn Diệp Thị. Đây không phải là Vương Tiểu Ngọc sao? Sao nào? Đến tập đoàn Diệp Thị phỏng vấn làm nhân viên vệ sinh sao? Xin lỗi, tôi ở công ty này là thực tập sinh. Bây giờ lao công cũng phải thực tập sao? Là nhà thiết kế. Vương Tiểu Ngọc, cô không xem cái đôi bàn tay thô ráp của cô mà còn làm nhà thiết kế. Tôi thấy nó chỉ xứng quét sân thôi. Đúng vậy, tôi thấy miệng lưỡi sắc bén của quý cô đây chỉ thích hợp nói những lời nhảm nhí. Cô muốn làm gì? Còn muốn đánh tôi? Cô cho rằng tôi vẫn là Vương Tiểu Ngọc của ngày xưa sao? Tôi nói cô biết, đừng chọc đến tôi. Vương Tiểu Ngọc, cô chỉ là hận tôi cướp mất người đàn ông của cô phải không? Lấy cái thân phận thấp kém của cô, căn bản không xứng với Trương Đại Vĩ. Đúng, cũng chỉ có loại hàng giả như cô mới xứng đôi với kẻ hám lợi Trương Đại Vĩ. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, dính chặt lấy nhau suốt đời. Vương Tiểu Ngọc, tôi sẽ nát cái miệng thối của cô. Hai người đang làm gì vậy? Còn cãi nhau nữa, tôi sẽ đi báo bảo vệ đó. Chào giám đốc, tôi là Diệp Tâm Nhi, là thực tập sinh của công ty. Tôi cũng là thực tập sinh của công ty. Nghe nói đại tiểu thư thất lạc nhiều năm của tập đoàn Diệp Thị vừa mới trở về và được sắp xếp làm thực tập ở công ty. Nhìn áo quần sang trọng của cô gái này còn chạy xe sang tới, phải chăng là cô ấy? Cô có phải là Diệp tiểu thư không? Tôi là giám đốc của công ty. Cô vừa mới tới đây, không quen thuộc nơi này lắm. Hay là hãy để tôi đưa cô đi làm thủ tục nhận việc nhé. Mời ạ. Chào mọi người, tôi là thực tập sinh mới của phòng thiết kế thời trang. Tôi tên là Diệp Tâm Nhi, mọi người cứ gọi tôi Tiểu Nhi là được. Gà rừng lại đi đổi tên, tưởng có thể thay da đổi thiệt hả? Nằm mơ đi. Nào Thi Thi, cô cũng giới thiệu bản thân cho mọi người nghe đi. Xin chào mọi người, tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học Canberra ở Úc và cũng là thực tập sinh mới thuộc phòng thiết kế thời trang của tập đoàn. Tên tôi là Diệp Thi Thi. Ai đặt hàng vậy? Là tôi. Tôi có đặt cà phê cho mọi người, mới đến còn vụng về, mong mọi người chiếu cố tôi nhé. Chúng ta cảm ơn Thi Thi đi. Cảm ơn Thi Thi. Cô nghe nói gì chưa? Đại tiểu thư đã mất tích bấy lâu của tập đoàn vừa được tìm thấy rồi. Hơn nữa, còn vừa mới nhận việc ở công ty mình nữa. Thật sao? Vậy có khi nào là người của phòng mình không? Có thể lắm đó. Nếu có thể kết thân với đại tiểu thư thì tôi giàu to rồi. Đúng, đúng đó. Không phải tôi đã nói với quản gia nhà tôi đừng nói lung tung ra ngoài rồi sao? Sao mọi người đều biết cả rồi? Thi Thi, không lẽ cô chính là thiên kim đã thất lạc nhiều năm của tập đoàn thật hả? Diệp Thi Thi, giả danh mình sao? Thú vị đây. Tôi cũng muốn xem thử bộ dạng ra vẻ của cô đấy. Tập đoàn Diệp Thị, với sự góp sức của Diệp phu nhân, mảng thiết kế thời trang vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong ngành. Trang phục nam cao cấp lần này cũng là do khách hàng thân thiết của chúng ta đặt. Giám đốc Cao, vậy bản thiết kế cao cấp này, những người mới chúng tôi có được tham gia không? Cô Thi Thi hỏi rất hay. Đương nhiên người mới cũng có thể tham gia thiết kế. Đây cũng chính là quan điểm trước giờ của Diệp phu nhân, đặt hiệu quả thiết kế lên trên hết. Vậy còn chất liệu và màu sắc yêu thích, bên phía khách hàng có yêu cầu gì đặc biệt không? Những vấn đề này cô đi mà hỏi các đồng nghiệp bên bộ phận thông tin khách hàng nhé. Không phải chứ, mấy chuyện nhỏ như vậy cũng hỏi tôi. Tôi đến đây là để trả lời những vấn đề thiếu chuyên nghiệp này hả? Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chia nhóm hai người, mỗi nhóm một bảng, chọn nhóm tốt nhất. Mọi người hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Tốt, tan học. Sao mà số liệu thống kê nhiều vậy chứ? Làm sao mà làm hết được? Thi Thi, cô đưa tôi đi, tôi làm giúp cô. Được đó. Cảm ơn cô nhé. Vậy tôi về trước đây, không cần khách sáo, ngày mai gặp.
cuối cùng thì cũng xong. Lát nữa chúng ta đi ăn nhé. Được đấy. Cô, giúp tiểu thư Thi Thi làm phần thống kê số liệu này đi, đưa tôi trước 8 giờ. Phần việc của tôi đã làm xong rồi. Đây là phần việc của cô ta, phải do cô ta làm chứ. Cô ấy có thân phận thế nào? Cô có thân phận gì? Diệp Tâm Nhi, đừng có mà rượu mời không uống. Cô muốn nịnh hót Diệp Thi Thi, đó là việc của cô. Đừng có làm phiền tôi. Tôi không muốn xui xẻo, không được đi. Cô có thái độ gì với tiền bối vậy hả? Mời Diệp quản gia. Diệp quản gia tới thăm mọi người đây. Chào giám đốc, chào Diệp quản gia. Hai người vẫn chưa tan làm à? Diệp quản gia thay mặt chủ tịch đến công ty chúng ta để thăm hỏi nhân viên mới đấy. Chủ tịch quả thật là rất chu đáo với nhân viên mới. Diệp quản gia, ông muốn biết thêm gì? Có thể hỏi tôi à? Tôi khá là thân thiết với các đồng nghiệp mới à. Cô đây cũng là nhân viên mới đúng không? Làm việc ở tập đoàn Diệp Thị có quen gì không? Môi trường làm việc của công ty rất tốt à? Cứ để tôi. Đồng nghiệp trong công ty nên giúp đỡ nhau đúng không? Vâng đúng ạ. Diệp quản gia cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ Diệp tiểu thư ạ, phải không? Vâng. Công ty rất tốt với nhân viên. Ví dụ như chị đây, hôm nay chị ấy đã tìm cơ hội giúp đỡ Thi Thi hai lần rồi ạ. Có phải không chị? Giúp đỡ lẫn nhau ấy mà, giúp đỡ nhau thôi. Nếu đã vậy thì chị giúp người giúp cho trót, đưa Phật đến Tây Thiên đi. Dù gì thì việc của em cũng làm xong rồi, vậy em đi trước đây. Hẹn mọi người ngày mai gặp lại nhé. Vậy cô làm việc đi. Vâng. Cảm ơn quản gia. Diệp quản gia đi thong thả. Đi thong thả à. Biểu hiện cho tốt nhé. Đại tiểu thư, cà phê của cô đây. Tiểu thư, đám người trong công ty sao có thể đối xử với cô như vậy chứ? Tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Sao lúc đầu cô không cho tôi cảnh cáo bọn họ chứ? Tôi học tập ở vị trí thấp, không phải là để thâm nhập vào nội bộ công ty, để sau này quản lý công ty tốt hơn sao? Bị mọi người xem như vô hình cũng tốt thôi mà. Vì hai người họ mà lộ thân phận không đáng đâu. Tiểu thư nói như vậy đúng là cô suy nghĩ thấu đáo. Vậy tôi xuống trước đây. Khoan đã, không nhắc đến bọn họ nữa. Chú xem giúp tôi bản thiết kế này của tôi thế nào. Đây là cô thiết kế đấy à? Hoàn toàn kế thừa thiên phú thiết kế của phu nhân đấy. Giỏi. Cô Thi Thi, cô đúng là có tài năng thiên bẩm. Bản thiết kế này vô cùng tinh tế, giỏi hơn nhiều so với những người có thâm niên như chúng tôi. Rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác chứ. Giám đốc, cho dù anh không thích tác phẩm của tôi thì ít nhất cũng đừng chà đạp nó chứ. Rác rưởi thì không xứng được tôn trọng. Anh Anh Lâm, nhưng tôi lại thấy bản thiết kế này rất tốt mà. Dù là xét về bố cục hay là thiết kế, bộ này đều được thiết kế rất tốt. Tôi rất thích bộ này. Anh Lâm quả là có mắt nhìn sáng suốt. Thiết kế này chính là cô Thi Thi đây cùng mọi người hợp tác để thiết kế ra đấy à? Giám đốc, đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi với Triệu Hồng. Sao anh có thể lấy công sức của chúng tôi đòi công cho Thi Thi được? Cô Thi Thi không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Đúng vậy. Tất cả mọi người vì bản thiết kế này đều phải tăng ca mà. Trong giờ làm thì ngồi không, đến lúc ghi công thì cô lại giành công. Mặt dày quá nhỉ. Diệp Tâm Nhi, cô vô lễ trước mặt khách hàng như vậy, cô đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của công ty. Tôi thấy cô cũng không cần công việc này nữa, lập tức thu dọn đồ đạc biến đi cho tôi. Tập đoàn Diệp Thị có một người giám đốc không biết phải trái như anh,
chưa biết được người phải cuốn gói là ai đâu. Bảo vệ? Không cần gọi bảo vệ. Tôi rất thích bản thiết kế này. Vẫn hy vọng giám đốc Cao giơ cao đánh khẽ. Hãy dùng bản thiết kế của cô ấy. Anh là ai cơ chứ? Anh nói dùng là dùng sao? Cô Thi Thi này, quên giới thiệu cho cô. Vị này là anh Lâm Nam, người thừa kế tập đoàn Phong Lâm. Anh Lâm Nam? Tập đoàn Phong Lâm? Vậy đó không phải là sản nghiệp của Lâm gia, giàu nhất Long Thành sao? Thì ra hắn là Lâm Nam, quý tử của Lâm gia. Anh Lâm, mắt của anh đúng thật là độc đáo. Thiết kế của cô Diệp đây, cực kỳ bình thường, nhưng kỹ thuật lật mặt lại rất cao siêu nhỉ. Anh Lâm, anh đang nói gì vậy? Hay là vậy đi, lát nữa tôi mời anh ăn cơm. Để tạ lỗi, khi nãy tôi lỡ mạo phạm anh. Không cần đâu, tôi đến đây chỉ là vì công việc. Giám đốc Cao, đưa tôi đi xem những bản thiết kế đã làm trước đây. Được, vậy vậy thì tôi sẽ để cô Thi Thi nói cho anh nghe. Không cần, để cô ấy đi. Phong cách thiết kế của cô Diệp cực kỳ đặc biệt. Cảm ơn sự thừa nhận của anh Lâm. Cẩn thận. Đứng yên, để tôi giúp cô. Thật ngại quá, anh Lâm. Lần sau nhớ chú ý an toàn. Vương Tiểu Ngọc à, cô đừng mơ tưởng đến việc hóa thiên nga nữa. Anh ta là Lâm Nam, cô không với tới đâu. Đứng núi này, trong núi nọ, coi chừng thăm thì thăm đấy. Vương Tiểu Ngọc, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu. Ôi trời, Tiểu Ngọc à, cô là thực tập sinh có thành tích tốt nhất của chúng ta lần này đó. Chuyện trở thành nhân viên chính thức chắc không có vấn đề gì đâu. Cô cũng đứng thứ hai, chúng ta cùng trở thành nhân viên chính thức, sau này cùng nhau cố gắng. Diệp Thi Thi, Triệu Hồng, đi lấy đơn báo cáo chuyển thành nhân viên chính thức. Diệp Tâm Nhi, chiều nay cô có thể đi rồi. Giám đốc, thành tích khảo sát lần này rõ ràng là tôi cao nhất, tại sao tôi không thể trở thành nhân viên chính thức? Công lý của công ty ở đâu vậy? Tôi chính là công lý. Tôi nói để ai trở thành nhân viên chính thức thì người đó sẽ thành nhân viên chính thức. Cô là cái thá gì chứ? Vâng, Diệp quản gia. Giám đốc Cao, Diệp Tâm Nhi tại sao không được lên chính thức? Cô ấy ở trước mặt khách hàng phát ngôn bừa bãi, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta, nên không đủ tư cách ạ. Cô ấy đã đắc tội ai hả? Anh Lâm Nam, trang phục của Lâm Nam trong 3 năm tới đều do chính tay cô ấy thiết kế. Giám đốc Cao, ai thật sự vì công ty mà làm việc, chắc trong lòng anh biết rõ. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay. Phim được dịch, thuyết minh Diệp Tâm Nhi này tại phim châu Á, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Tâm Nhi à, đơn xin chuyển lên chính thức tôi để ở phòng nhân sự rồi, lát nữa cô tự đi lấy nhé. À còn cái đó, tuần sau là ngày đưa người nhà đến tham quan công ty, cô nhớ đến bộ phận nhân sự để đăng ký thông tin người nhà nhé. Tôi biết rồi, mọi người đều phải đăng ký thông tin người nhà nhé. Tâm Nhi đến rồi à, mau lên ngồi xuống đây đi. Giám đốc à, anh tìm tôi có việc gì sao? Ngày gặp mặt người nhà tuần sau, tôi thấy cô không ghi ai cả. Sao thế? Là người nhà bận quá sao? Hay là không thuận tiện? Bình thường họ đều không có ở nhà. À đúng rồi, Tâm Nhi à, vẫn chưa nghe cô nói người nhà của cô làm việc gì nhỉ? Họ à, họ đều là những người làm ăn bình thường,
Bình thường thì bán buôn tạp hóa nhỏ thôi. Vậy thì tốt. Tốt rồi. Không còn việc gì nữa. Cô đi đi. À đúng rồi, tối nay tăng ca. Làm xong bản thiết kế mà khách hàng cần rồi hẳn về. Này anh yêu à, ngày tham quan công ty tuần sau, anh đi cùng em đi. Được. Anh nói ba mẹ nuôi của Vương Tiểu Ngọc vẫn chưa biết cô ấy làm việc tại tập đoàn Diệp thì sao? Đó là Thi Thi phải không? Thi Thi à, đây là chồng cô sao? Trông thật phong độ. Chỉ là bạn thôi. Là bạn thôi ấy mà. Cô ấy không công bố thân phận mình ra bên ngoài sao? Xem ra mẹ mình nói đúng. Phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Không thể để cô ấy chạy được. Thi Thi à, hôm nay cô đẹp quá. Chiếc váy cô đang mặc không phải là bộ sưu tập mới nhất sao? Cái này bao nhiêu tiền lận nhỉ? Kiểu quần áo này, trong tủ đồ tôi có rất nhiều. Cái này chỉ tiện tay lấy mặc thôi. Tôi cũng không biết bao nhiêu tiền. Thì Thi đúng thật không hổ danh là thiên kim đại tiểu thư. Tiểu thư, lão gia và phu nhân không kịp về nước, cực kỳ áy náy. Tôi đây tự biết mình không xứng làm người nhà của tiểu thư, nhưng tôi lo tiểu thư bị ấm ức khi bị người khác bắt nạt. Cô xem, có cần tôi cùng cô lên không? Diệp quản gia nghĩ nhiều rồi, chú cũng là người nhà của tôi mà. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không muốn ở công ty để lộ thân phận quá sớm. Được, tôi sẽ ở đây đợi cô. Có gì cần thì cứ liên lạc với tôi. Được. Vương Tiểu Ngọc, không nhìn ra cô cũng là người hư vinh như vậy. Thuê một chiếc xe sang trọng đến công ty phô trương thế này. Cô ấy thì thuê ở đâu được chứ? Nói không chừng là đi nhờ đấy. Người có tâm địa đen tối thì nhìn đâu cũng thấy xấu xa. Sao cô biết là tôi đi nhờ chứ? Hay là cô cũng hay đi nhờ? Cô, chiếc váy của Diệp Tâm Nhi và của Thi Thi hình như là mẫu trưng bày của một thương hiệu. Đúng vậy. Thi Thi, chiếc này là mẫu của năm ngoái, còn của cô ấy mặc thì là mẫu của năm nay. Quả đúng là người đẹp vì lụa mà. Diệp Tâm Nhi trang điểm lên, nhìn xinh hơn hẳn. Nó chỉ là một con gà rừng mà thôi. Thuê xe sang chạy còn mặc hàng giả. Mấy cô thật sự tưởng cô ta là Phượng Hoàng sao? Cái gì mà Diệp Tâm Nhi? Không phải là Vương Tiểu Ngọc sao? Đổi tên rồi à? Anh quan tâm cô ta hả? Tự đi mà hỏi cô ta đi. Hỏi em làm gì? Ý anh không phải vậy. Em nghe anh giải thích đi. Bảo bối Thi Thi, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Em phải tin anh. Được. Vậy em ngược lại muốn xem anh thể hiện sự chung thủy của anh. Thiết kế chiếc váy của cô quả nhiên rất tốt. Chiếc váy này mặc vào nhìn vô cùng tôn dáng. Tôi rất thích nó. Cảm ơn anh Lâm đã khen. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Trương Đại Vĩ, anh bị điên đúng không? Đây là tập đoàn Diệp Thị, không phải nơi để anh làm trò. Người tôi muốn hát nước là cô, chứ không phải anh ta. Anh có biết là anh ấy là khách quý của tập đoàn Diệp Thị không? Anh Lâm, anh không sao chứ? Trương Đại Vĩ, anh có mắt nhìn đường không vậy? Còn không mau, xin lỗi anh Lâm. Không phải chỉ là hát nước, lên bộ đồ nát đó thôi sao? Anh bồi thường là được rồi. Cô vẫn ổn chứ? Tôi ổn. Được. Nếu muốn bồi thường,
vậy thì tôi sẽ tính rõ ràng. Bộ đồ trên người của tôi giá niêm yết 5.800.000. Bộ váy cao cấp mà Diệp tiểu thư mặc đây là mẫu mới nhất của năm nay, giá niêm yết 12 triệu. Tổng cộng 17.800.000. Xin hỏi quý ngài đây, trả tiền bằng phương thức nào? Vương Tiểu Ngọc, làm sao mà cô ta có thể mặc hàng chính hãng được? Chiếc váy mà Tâm Nhi mặc là hàng chính hãng 100%. Ngược lại, chiếc váy của cô Thi Thi đây, sao càng nhìn càng giống hàng giả cao cấp vậy? Trời ơi, bộ đồ của Diệp Thi Thi chắc không phải là hàng giả đâu. Làm sao có thể? Cô ấy là Diệp Thi Thi đó. Nhưng mà kia là Lâm Nam, có thương hiệu cao cấp nào mà anh ấy chưa từng giám định qua, chắc chắn không có sai. Phim được dịch, Vương Tiểu Ngọc, đại vị đã nói với tôi rồi. Mẹ của cô ở nhà người khác, làm bảo mẫu. Lần trước bởi vì trộm đồ mà bị đuổi ra ngoài. Chiếc váy trên người của cô chắc chắn là ăn trộm mà có. Vị tiểu thư này, cô đang vu khống người khác. Cẩn thận, tôi sẽ gọi cảnh sát. Anh Lâm, anh đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối của cô ta. Cô ta không phải hạng người tốt lành gì. Được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, tiểu thư Thi Thi, mời cô qua kia, tôi đã chuẩn bị điểm tâm cho cô. Sao cô không đưa anh Trương đi nếm thử? Thi Thi, cút ra. Thi Thi ơi, Giải tán hết đi. Anh Lâm, tôi thấy quần áo của ngài cũng ướt rồi. Hay là tôi dẫn ngài đi xử lý nhé? Cũng được, dẫn đường. Mời đi bên này. Một công ty lớn như vậy, Vương Tiểu Ngọc thật sự đã xin vào làm rồi à? Cái đồ hám danh này, vào công ty lớn vậy, kiếm tiền cũng không hó hé tiếng nào. Chị ấy chắc chắn là sợ chúng ta đòi tiền. Mẹ, xem con chỉnh đốn chị ấy thế nào đây. Cái đồ vong ân bội nghĩa, hôm nay tôi cho chị biết tay. Sao em lại ở đây? Chị nghĩ chị giấu được cả nhà vào làm trong công ty lớn, rồi muốn bỏ rơi gia đình một mình hưởng thụ sung sướng sao? Vương Tiểu Ngọc, đừng có quên tôi từng vất vả như thế nào nuôi dạy cô khôn lớn. Nay cánh cứng cáp rồi, kiếm được tiền là muốn chạy. Tôi nói cho cô biết, không có cửa. Cô ấy sao mà lại có người nhà thế này chứ? Chắc là do cô ta không hiếu thảo với gia đình nên mới bị làm phiền. Nuôi tôi lớn không? Hưởng thụ sung sướng từ nhỏ đến lớn. Trong nhà có việc gì mà tôi không làm? Mỗi một khoản tiền mà tôi làm ra, không phải tất cả đều cho các người cả sao? Vương Tiểu Ngọc, chị nên chú ý thái độ nói chuyện đi. Mẹ là người đã nuôi chị từ nhỏ tới lớn đấy. Nuôi chị từ nhỏ tới lớn sao? Chị vừa học hết lớp 9 đã buộc chị phải bỏ học đi làm, bán chị với giá cao cho Trương Đại Vĩ, còn đòi sính lễ cao để lấy tiền mua nhà cho em. Vương Tiểu Ngọc, thằng bé là em trai của cô, sao cô có thể máu lạnh đến vậy? Không một chút quan tâm đến tình thân. Mẹ, đừng nói nhảm với chị ấy. Con thấy chị ấy không muốn phụng dưỡng khi mẹ về già đâu. Loại rẻ tiền này phải dạy cho một bài học. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Diệp tiểu thư vừa rời khỏi tôi thì liền gặp rắc rối nhỉ. Tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng. Hai kẻ gian díu ngoại tình, xem tôi dạy anh thế nào. Ôi trời đất ơi, để mẹ xem con bị thương ở đâu. Mẹ ơi, đau quá, hình như gãy xương rồi. Vương Tiểu Ngọc, đền tiền. Cô mau đền tiền đi. Vương Tiểu Ngọc, đây chính là người mà cô đã ngoại tình sao? Con trai tôi chạy xước cả rồi. Cô phải bồi thường 200, à không, phải 400.000. 400.000 đổi lấy một cánh tay cũng không tệ. Theo tính toán, không bằng trực tiếp đánh gãy hai tay hai chân, lấy giá hữu nghị cho cậu 2 triệu thế nào? Đừng mà, tôi đã khỏe trở lại rồi. Còn đợi tôi gọi bảo vệ sao? Còn không mau cút, cậu kiêu ngạo cái gì chứ? Mẹ ơi đừng mà, thôi mình bỏ qua đi. Chúng ta đi thôi. Cô không sao chứ? Mặt của cô. Tiểu Ngọc, tôi đưa cô đi trường đá. Được, đi thôi. Anh Lâm, tay anh không bị gì chứ? Hay là để tôi đưa anh đi xem? Không cần đâu. Hay là để tôi đưa anh đi xem Tiểu Ngọc?
Cũng được. Anh Lâm, lúc nãy dáng vẻ anh dạy dỗ những kẻ xấu rất anh dũng đó. Cô Thi Thi, xin hãy tự trọng. Tôi không muốn tự trọng gì cả. Anh Lâm, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi thích anh lâu rồi. Anh có thể quay lại nhìn tôi không? Ở đây cũng không có ai cả. Cô không cần phải giả vờ với tôi. Diệp Thi Thi, cô thích tôi hay cô thích tiền của tôi? Tôi nghĩ cô biết rõ hơn tôi. Bây giờ cô buông tay, tôi vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn. Anh Lâm, chẳng lẽ ngay cả tư cách thích anh tôi cũng không có sao? Không buông đúng không? Đừng ép tôi phải động tay. Anh Lâm, chẳng lẽ anh không biết Hương Hoa Tiết Ngọc sao? Diệp tiểu thư, xin cô hãy tự liệu mà làm đi. Tôi khen chiếc ghim cài áo này, thiết kế đẹp. Anh Lâm liền tặng cho tôi. Anh Lâm thật hào phóng với cô. Vẫn là Thi Thi của chúng ta, có sức hút. Hôm nay cảm ơn anh giúp tôi giải vây. Bị làm phiền cả ngày cũng mệt rồi. Nếu Diệp tiểu thư thật sự muốn cảm ơn tôi, chi bằng cùng nhau đi ăn đi. Bữa ăn ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, hương vị khá ngon. Không biết Diệp tiểu thư tối nay có thời gian không? Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không phải của nhà mình sao? Bây giờ mình cũng sống ở đó. Nếu qua đó cùng Lâm Nam, chắc chắn thân phận sẽ bị lộ. Anh Lâm có lòng mời rồi, nhưng hôm nay tôi thật sự có việc. Lần sau đi. Diệp tiểu thư không sẵn lòng nhận lời mời, vậy lần này tôi sẽ đi trước. Lần sau có cơ hội, Diệp tiểu thư không được từ chối tôi nữa đấy. Nhất định là vậy, nhớ giữ lời đấy. Trời ơi, cô ấy lúc nãy là từ chối anh Lâm sao? Đó là tỷ phú Lâm Nam đấy. Cơ hội đi ăn tối này, bao nhiêu người muốn mà không được. Cô ấy cứ vậy mà từ chối rồi. Nghe nói bữa ăn ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rất là ngon, nhưng vé rất đắt. Chỉ là vé của một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thôi, đáng bao nhiêu chứ? Mua nhà ở đó không phải là có thể ngâm suối nước nóng mỗi ngày sao? Giá nhà ở đó đắt lắm, ai mua nổi chứ? Gia đình tôi ở đó cũng có một căn. Nếu cuối tuần này mọi người rảnh, tôi mời mọi người cùng đến ngâm suối nước nóng. Diệp Thi Thi cũng có biệt thự ở khu suối nước nóng sao? Nhưng nơi đó chỉ có 36 chủ hộ, trừ nhà mình ra đâu còn ai họ Diệp. Nhìn cô kìa, bộ dạng thật đáng thương. Vậy tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận, dẫn cô đi mở mang tầm mắt. Đây không phải là nhà mình sao? Tại sao Diệp Thi Thi lại dẫn mọi người đến đây? Hoan nghênh mọi người đến tham quan nhà tôi. Trời ơi, Thi Thi, nhà cô thật là to, thật sang trọng, thật đẹp. Biệt thự ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chỉ là một trong số những bất động sản của gia đình tôi. Trang trí cũng chỉ có thể coi là bình thường. Lần sau tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan căn ở Hải Hồ Quốc tế, biệt thự ven biển. Hải Hồ Quốc tế, nghe nói giá nhà ở bên đó đều là hàng trăm triệu. Đặc biệt là căn Hoa Viên Hoàng Gia, đó cũng là của nhà tôi. Hải Hồ Quốc tế, biệt thự độc lập trong Hoa Viên Hoàng Gia, không phải đều là của nhà mình sao? Sao lại thành ra của Diệp Thi Thi rồi? Thi Thi đúng là thiên kim tiểu thư. Vài căn biệt thự đã là gì chứ? Đến công ty cũng là do nhà cô ấy mở. Thi Thi, lần sau đến nhà cô, có phải là có thể gặp chủ tịch không? Bây giờ họ đang ở nước ngoài. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người. Mạo danh mình thì thôi đi,
cả hành tung của ba mẹ mình cô ta cũng biết. Diệp Thi Thi, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại biết nhiều về nhà tôi như vậy? Diệp Thi Thi à, cô nói đây là nhà của cô, nhưng lần trước lúc tôi đến đây sao lại không gặp được cô vậy? Diệp Tâm Nhi, đừng có khoe khoang nữa. Loại như cô đây vừa quê mùa lại thấp hèn, sao có thể đã đến nhà tôi chứ? Cô đấy, ngay cả cửa của khu này cũng không vào được. Vậy nếu cô nói đây là nhà của cô, dẫn đường đi để tôi xem. Không có chìa khóa, làm sao cô vào được nhà của tôi đây? Diệp Tâm Nhi, lau sạch mắt của cô, xem cho kỹ nhé. Biệt thự đẹp tinh xảo như thế này, cô cũng chỉ có thể coi qua thôi. Vậy thì mời cô Thi Thi dẫn chúng tôi đi tham quan nhé. Trong nhà muốn ăn muốn uống gì, mọi người cứ tự nhiên lấy nhé. Nhưng mà đồ đạc trong nhà đừng đụng vào nhé. Ba mẹ tôi thích sưu tầm đồ cổ, làm hỏng rồi thì khó giải thích lắm đấy. Khó giải thích hay là đền không nổi. Một kẻ nhà quê như cô thì thật sự làm công cả đời cũng không đền nổi. Cái quạt này là tác phẩm của Tề đại sư đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, trị giá hơn 20 triệu đấy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng. Không ngờ cô cũng biết nhìn hàng đấy. Tác phẩm của Tề đại sư cô cũng biết. Này, ghế sofa này là hàng cao cấp ở nước ngoài, nhưng mà nó rẻ hơn nhiều so với chiếc quạt này, chỉ hơn 10 triệu thôi. Cô đó, đừng có mà ngồi hư ghế sofa đấy. Chỉ là cái ghế sofa thôi mà, ngồi hư thì ngồi hư thôi. Bộ ấm trà sứ Thanh Hoa, đồ cổ chính gốc. Cô nhớ phải cẩn thận đấy, rót nước đừng làm hỏng đấy. Nếu không bán cô rồi cũng đền không nổi. Diệp Tâm Nhi, cô nói đủ chưa? Đây là nhà tôi hay là nhà cô? Cần gì đến cô ở đây quơ tay múa chân chứ? Chuyện gì thế? Diệp Thi Thi lại có vẻ như là người ngoài. Đúng vậy đó, còn Tiểu Nhi có vẻ rất quen thuộc với nơi này, giống chủ nhân của ngôi nhà này hơn. Mấy cô có bị gì không vậy? Đừng có quên là tôi đưa các cô đến tham quan đấy. Hơn nữa, tôi vốn không hề quan tâm đồ cổ hay tranh chữ gì đó. Mấy thứ này chỉ là thú vui của ba mẹ tôi thôi. Chỉ có những kẻ quê mùa như Diệp Tâm Nhi mới rảnh rỗi ngồi đây giảng đạo thôi. Nói đúng lắm, những người giàu thật sự đâu thèm quan tâm giá cả đâu. Người giàu, người ta chỉ quan tâm đến giá trị thôi. Thôi bỏ đi, trong nhà cũng không có gì để ngắm. Tôi dắt các cô đến nhà xe chiêm ngưỡng siêu xe nhé. Xem xe xong thì vừa đúng lúc chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Xin lỗi, tránh đường đi. Tuyệt quá, tôi muốn xem thử siêu xe của Thi Thi từ lâu rồi. Sao vẫn chưa đến vậy? Sắp đến rồi, ngay phía bắc kìa. Đến rồi á? Diệp Thi Thi, không phải cô nói suối nước nóng là của nhà cô sao? Sao mà đến đường đi cô cũng không nhớ thế? Đi thẳng về phía trước. Này không phải chứ, tìm có cái nhà xe thôi cô cũng phải dùng đến phần mềm chỉ đường hả? Tôi mù đường không được sao? Bình thường đều là tài xế riêng đưa tôi đi. Biệt thự to như vậy, sao tôi nhớ được nhà xe nằm ở đâu chứ? Tiểu Nhi, sao cô lại ở đây? Tiểu Thư Thi Thi nói muốn dẫn bọn tôi đến nhà xe phía bắc để tham quan siêu xe. Nhà xe? Nhà xe của biệt thự không phải ở phía tây sao? À đúng rồi, nếu nhà xe mà ở phía tây, đúng là có hơi xa. Đương nhiên là tôi biết nó xa, trước kia đều là tài xế riêng đưa tôi đến. Biệt thự to thế này, sao tôi biết được nhà xe nằm ở đâu? Chúng ta không đến nhà xe nữa, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Vậy cô dẫn đường hả? Đúng, bên này này. Nhưng mà hình như suối nước nóng ở bên này mà, còn xa hơn nhà xe nữa. Vương Tiểu Ngọc, đừng tưởng cô có mẹ làm việc ở nhà giàu có, rành đường hơn tôi một chút thì có thể thay đổi bản chất quê mùa của cô. Vậy cũng còn đỡ hơn ai đó không nhớ được đường trong chính ngôi nhà của mình. Tóm lại,
Tâm Nhi có định đi tắm suối nước nóng không? Đi từ đây còn cách xa lắm. Hay là lên xe đi, tôi đưa các cô đến đó. Được đấy, có thể lên xe của Lâm thiếu gia, thật là may mắn quá. Người làm ở suối nước nóng đều biết mặt mình, bây giờ mà qua đó thì lộ thân phận mất. Không, không đi được. Cảm ơn ý tốt của anh Lâm. Có điều, hôm nay tôi không tiện lắm, không đi cùng mọi người đâu. Vậy sao? Đáng tiếc thật. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim tôi còn nghĩ, mọi người đông như vậy, chi bằng cùng nhau ngâm nước nóng, thư giãn một chút. Anh Lâm, cô ấy không đi, chúng tôi có thể đi mà, có thể đưa chúng tôi đi không? Tôi chợt nhớ ra, tôi còn chút việc đang làm dở. Diệp tiểu thư, quen thuộc chỗ này như vậy, hẳn cũng là hàng xóm của nhau. Lần sau có duyên, cùng nhau tắm suối nước nóng sau nhé. Anh Lâm, đợi đã. Diệp Tâm Nhi, cô đắc tội với anh Lâm thì thôi đi, dựa vào đâu không để chúng tôi hưởng phúc một chút. Ngồi xe của anh Lâm đến đó, đúng đó. Liên quan gì đến tôi? Cô không nghe anh ấy nói sao? Anh ấy có việc, không tiện. Diệp Tâm Nhi, tôi đúng là quá tốt bụng, mới đưa cô đến đây mở mang tầm mắt. Cô lập tức cút về cho tôi, suối nước nóng của biệt thự không hoan nghênh cô. Mau cút đi, đi mau đi chứ. Người mà suối nước nóng không hoan nghênh là cô thì phải. Alo, hôm nay suối nước nóng đóng cửa, không được cho ai vào. Diệp Tâm Nhi, cô đừng tưởng cô cũng họ Diệp như tôi thì cô là chủ nhân của nơi này. Cô gọi một cuộc điện thoại nói nghỉ là nghỉ hả? Dựa vào đâu chứ? Thi Thi, không phải con nói hôm nay muốn đưa bạn bè đến ngâm nước nóng sao? Mẹ xin lỗi, mẹ vừa nhận được thông báo hôm nay đóng cửa, không tiếp người ngoài nữa. Lẽ nào Vương Tiểu Ngọc cũng có người quen ở suối nước nóng của biệt thự? Khả năng cao là có quen biết với quản gia rồi. Chỉ tại mẹ mình vô dụng. Diệp Thi Thi, ra khỏi địa bàn của tôi đi. Quản gia vừa gọi cho tôi, nói hôm nay dọn dẹp suối nước nóng, không thể tiếp khách được. Hôm nay chúng ta không ngâm nước nóng nữa. Hả? Cứ tưởng có thể tắm suối nước nóng miễn phí chứ. Phí tiền mua áo tắm rồi. Trời ạ, than thở cái gì, chỉ là ngâm nước nóng thôi mà. Xem bộ dạng quê mùa của các cô kìa. Tôi đưa các cô đi ăn, tôi mời. Còn cô, không được đi. May quá, tôi cũng không muốn đi. Muốn ăn gì cứ việc chọn, tôi trả tiền. Tuy là tôi không đi, nhưng tôi có thể gợi ý cho các cô một chỗ. Nhà hàng hải sản ở gần tập đoàn Đế Đô, cũng là nhà hàng của tập đoàn Diệp Thị. Nghe nói thức ăn rất ngon, chính là nhà hàng mà một lần dùng bữa tận 200.000 tệ, phải không? Thì Thi, nếu đã là của tập đoàn Diệp Thị thì cô dẫn chúng tôi đi ăn một lần đi. Cái này, đúng đấy Thi Thi, chúng tôi không đủ tiền ăn, cô đưa chúng tôi đi ăn một lần đi mà. Vương Tiểu Ngọc, xem như cô giỏi, cùng lắm gọi Trương Đại Vĩ ra trả tiền là được. Được thôi, hôm nay tôi mời, đưa các cô đi ăn, cứ ăn thoải mái. Chúc các cô dùng bữa vui vẻ nhé. Xin lỗi đại tiểu thư, là do tôi quản lý không tốt. Sâu bọ ở đâu mà không có, cũng không trách chú. Có điều, trong nhà này thật sự có tay trong rồi. Chị Châu, chị làm gì vậy? Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi quản gia, làm có chút việc cũng hấp ta hấp tấp. Bỏ đi, lần sau chú ý hơn nhé. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn cô. Khoan đã, ông còn gì dặn dò à? Chị Châu, chị ở Diệp gia cũng là người làm lâu năm rồi nhỉ? Làm việc ở nhà chủ phải biết thân biết phận, đây là đạo lý đơn giản nhất. Chắc chị hiểu chứ? Tôi hiểu. Đừng để tôi phát hiện chị có vấn đề gì. Kể cả chị có là họ hàng với lão gia đi nữa, đến lúc đó tôi cũng sẽ không giữ chị lại đâu. Tôi biết rồi, đi làm việc đi. Thi Thi ơi, mấy ngày này cô chủ luôn ở nhà, sau này con ít đến đây thôi. Con biết rồi mà. Mẹ còn tiền không vậy?
lại đòi tiền à? Mẹ với ba vừa mới có lương, tất cả chỉ có 20.000 tệ thôi. Đưa hết cho con. Này, con đừng đi cổng chính nhé, chủ đang ở nhà hết đấy. Còn nữa, Thi Thi, sắp tới chúng ta cũng không thể tiếp tục lén trộm đồ của chủ nhà được nữa đâu. Diệp quản gia nghi ngờ mẹ rồi. Biết rồi mà, phiền quá đi mất. Tiểu thư, xem ai đến này. Tâm Nhi. Mẹ. Mẹ ơi, hơn 20 năm rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Con quay về rồi đấy mẹ. Về nhà là tốt rồi. Ba, quay về là tốt rồi. Nghe nói bây giờ con đang thực tập ở công ty. Vâng, bây giờ con bắt đầu từ một thực tập sinh và đã có chút thành tựu rồi, mang về cho công ty không ít đơn hàng thiết kế. Bắt đầu từ vị trí thấp là chuyện tốt. Mẹ và ba con đều ủng hộ con. Cảm ơn ba mẹ. Con ở Trương gia chịu đựng uất ức, mẹ đều biết hết. Mẹ, chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại. Trương gia bị mù mới dám đối xử với con như vậy. Thù này ba nhất định sẽ giúp con trả. Ba, gặp phải gia đình đó là do con xui xẻo. Sau này, những chuyện qua rồi, con không muốn nhắc lại nữa, để tránh gây ra thêm rắc rối. Nghe theo con. Theo tôi thì, gặp phải cái tên khốn đó là do ba mẹ nuôi của con. Họ đã không cho con thấy kiểu người như thế nào mới thật sự là đàn ông tốt, nên mới để con nhảy vào hố lửa như thế. Nói đúng lắm. Vậy mới nói chuyện cả đời của con. Ba mẹ sẽ giúp con chọn một người chồng tốt. Ba, con không muốn kết hôn nữa. Con bé này, mẹ và ba con đâu thể nào ở cạnh con cả đời. Con đó cũng phải tìm một người đàn ông tốt ở bên cạnh con. Mẹ và ba con đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con. Con không đi. Ôi trời, vợ à, bà sao vậy? Tiểu Nhi à, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, ít nhất con cũng nên đi xem thử một lần. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con đi, con đi mà. Lâm Tổng, chủ tịch nói tối nay nhà có khách quý, bảo anh đi làm về sớm. Khách quý gì chứ? Có phải ông ấy lại sắp xếp cho tôi xem mắt không? Quả nhiên anh hiểu rõ tâm tư của chủ tịch nhất. Nói với ông ấy tối hôm nay tôi tăng ca, không có thời gian. Chủ tịch nói rồi, nếu anh không về, ông ấy sẽ đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của anh. Trò con nít, tôi đã tự nỗ lực làm việc bao nhiêu năm qua, dù có đóng băng toàn bộ tài sản của tôi, mấy tỷ tiền tiết kiệm tôi cũng có thể lấy ra. Chủ tịch còn nói nếu anh vẫn khăng khăng không về, cùng lắm thì ông ấy làm ông chủ chỉ đạo từ xa thôi. Đến lúc đó ông ấy sẽ đưa cả gia đình đi du lịch, giao tất cả công việc của công ty đều cho anh làm hết. Không phải anh thích tăng ca sao? Mệt đường người anh. Chủ tịch vẫn là hiểu rõ tâm tư của anh nhất. Bây giờ ép tôi đi xem mắt, sau này không lẽ ép tôi kết hôn sinh con? Lâm Tổng, như người ta thường nói, trên có chính sách, dưới có đối sách. Chủ tịch chỉ là bảo anh đi xem mắt thôi, cũng không phải ép anh buộc phải kết hôn. Đến lúc đó anh đi xem thử, không được thì thôi. Cũng được, đến lúc đó tôi cứ nói thẳng vậy. Lần này lại là ai? Nghe nói là đại tiểu thư của Diệp gia. Đại tiểu thư của Diệp gia. Xem mắt không phải là ý của tôi, vì giữ thể diện cho người lớn trong gia đình, vì vậy tôi mới đến gặp cô, Diệp tiểu thư. Thật sự xin lỗi, Diệp Thi Thi, tôi đã có người mình thích rồi. Nếu là như vậy, cũng tốt. Dù sao tôi cũng là bị ba mẹ ép đến xem mắt. Nếu đã như vậy, vậy tôi đi đây. Là cô. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á.
Không ngờ Diệp tiểu thư lại giống tôi, cũng bị gia đình sắp xếp đi xem mắt. Không ngờ công tử của tập đoàn Lâm thị, tỷ phú Long Thành, cũng bị nhà sắp xếp cho đi xem mắt, do hoàn cảnh ép buộc. Duyên đến, đúng là ngăn cũng không ngăn được. Tâm Nhi, em có biết khoảnh khắc anh nhìn thấy em, trong lòng anh hạnh phúc biết bao. May là em. Tâm Nhi, anh có thể nắm tay em được không? Tâm Nhi à, hôm qua gặp cậu Lâm, cảm thấy thế nào? Cũng ổn à? Vậy hai tụi con có muốn thử tìm hiểu nhau không? Yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ ép con kết bạn với cậu ấy. Vậy để con thử xem. Chủ tịch muốn hỏi. Rất tốt. Hả? Diệp Tâm Nhi rất tốt. Cậu quay về nói với lão gia, ông ấy có con mắt chọn con dâu. Rất tốt. Xin hỏi, ai là Diệp tiểu thư? Người theo đuổi nào đây? Đuổi theo đến công ty luôn sao? Tôi là Diệp tiểu thư. Lâm Nam. Thi Thi, không ngờ cô lại nhanh như vậy, đã hạ gục được anh Lâm. Còn phải nói, ai có thể chống lại được sức hút của người đẹp Thi Thi chứ? Thân phận giả này của Thiên Kim tiểu thư tập đoàn Diệp thị thật là tốt. Ngay cả Lâm Nam cũng không dám đắc tội với Diệp gia. Hoa bị Diệp Thi Thi lấy đi rồi, lần sau đừng gửi đến công ty nữa. Trước mắt em vẫn chưa muốn lộ diện. Được. Người đàn ông tôi nhìn trúng, làm sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Thi Thi, đây là yến xào cao cấp mà chủ nhà đã mang về từ nước ngoài, mẹ để lại cho con một phần. Được, để đó đi. Vậy mẹ đi làm đây. Này, khoan đã. Diệp phu nhân từ nước ngoài trở về, chắc là mang rất nhiều quần áo hiệu và túi về cho con bà ấy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. May là em đến kịp. Nếu em chậm thêm một bước, anh có thể bị Diệp Thi Thi bám lấy rồi. Em nói hoa bị người khác lấy đi rồi, nên anh đã mua lại bó khác cho em này. Cảm ơn anh. Sao thế nhỉ? Bộ đồ này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? À, em nhớ ra rồi. Bộ đồ này là trước đây mẹ em mua cho em, là thời trang cao cấp nước ngoài. Làm sao cô ấy có được nó? Diệp Thi Thi này, không ngờ lại đóng giả thân phận của em, mà lại còn tìm đến dạo quanh nhà em. Vậy cũng thôi đi, bây giờ không ngờ đến cả đồ của em cũng muốn trộm. Xem ra tên trộm này ở nhà em không trị không được mà. Vậy em muốn hẹn hò hay là muốn bắt trộm? Hẹn hò trước, bắt trộm sau.
Dì Châu, không ai nói với bà rằng ăn cắp đồ là phạm pháp sao? Đại tiểu thư, cô nghe tôi giải thích. Tôi muốn xem thử bà còn gì để ngụy biện. Lão gia, phu nhân không phải như mọi người nghĩ đâu. Dạo gần đây bà đã lấy trộm quần áo và túi xách của tôi, thậm chí còn để chồng bà làm tài xế lấy xe sang chạy ra ngoài đưa cho con gái bà nữa, từng cái một. Oan cho bà ở đâu chứ? Trước đây là tôi đã nhìn nhầm bà rồi. Tôi đúng thật là hồ đồ, vì nghĩ trước đây gia đình bà khó khăn nhất làng, nên tôi mới một lòng để hai người ở lại làm việc cho chúng tôi. Không ngờ lại dám trộm đồ ở nhà tôi. Lão gia, tôi xin lỗi mọi người, cầu xin mọi người. Chị Châu à, đừng làm khó lão gia và phu nhân nữa. Được rồi, niệm tình bà và ba tôi là đồng hương với nhau, lần này tôi sẽ không tính với bà, cũng không báo công an. Nhưng bây giờ tôi muốn nghiêm túc nói cho bà biết, bà bị đuổi việc rồi. Đều tại mẹ mình vô dụng, bảo hại mình phải đi xe buýt, có chút việc cũng không xong, hại mình suýt nữa là trễ giờ làm rồi. Cô Diệp này, sao hôm nay đến muộn thế? Không thấy cô lái xe đến. Hôm nay tài xế đưa tôi đến, anh ta vừa đi rồi. Cô Diệp à, có một cơ hội thăng tiến lên chức vụ quản lý cấp cao của công ty, cô có nghe nói rồi đúng không? Chuyện đó à? Cô Diệp à, thời gian cô gia nhập vào công ty, tôi luôn là người đối xử tốt với cô, có đúng không? Không biết cô Diệp đây có thể nào ở trước mặt chủ tịch và phu nhân nói giúp tôi vài câu tốt đẹp không? Được thôi, nhưng tôi có một việc muốn nhờ anh giúp tôi giải quyết. Cô quay về và đi đến phòng mẫu một chuyến, cần phải chụp thêm hai nhóm ảnh cận cảnh. Được. Diệp Tâm Nhi, cô không có mắt à? Đây là do cô tự đụng vào tôi mà, hơn nữa đường đi rộng như vậy, rõ ràng là cô muốn đổ lỗi cho tôi. Cô cứ nói thẳng ra đi. Cô, Diệp Tâm Nhi, cô đang làm gì vậy? Đừng nói là cô làm chị Thi Thi bị bỏng đấy nhé. Tại sao có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi hết vậy? Có phải nếu hôm nay Diệp Thi Thi đánh rắm thì cũng là lỗi của tôi không? Đúng là ra đường không xem ngày mà. Diệp Tâm Nhi, thái độ bây giờ của cô là sao đấy? Chuyện không liên quan đến tôi, anh muốn tôi phải thế nào đây? Hay cho một đứa nhà quê mà miệng lưỡi sắc bén, nếu cô không sửa lại thái độ của mình, vậy thì tôi chỉ có thể xử lý cô theo cách của tôi thôi. Diệp Tâm Nhi, bây giờ tôi chính thức thông báo với cô bị sa thải, vô duyên vô cớ. Ai muốn sa thải người vậy? Chủ tịch, phu nhân, ngọn gió nào đưa hai người đến đây thế à? Thưa chủ tịch và phu nhân, tôi đang xử lý hậu họa của công ty chúng ta. Hậu họa sao? Ai là hậu họa vậy? Tôi thấy cô bé này làm việc rất nghiêm túc, kể từ khi cô ấy gia nhập cũng tạo ra không ít thành tựu cho công ty. Tiểu Cao, cậu làm việc không khách quan chút nào. Thưa chủ tịch, không phải là tôi làm việc không khách quan, là đại tiểu thư không thích cô gái này, bảo tôi tìm cách tiễn cô ta đi. Tiểu Cao, cậu nói gì đấy? Cô ta không phải là con gái tôi, thưa chủ tịch và phu nhân. Mọi người không nhầm đấy chứ? Đồ cặn bã, cậu có thể nhầm con gái cậu được sao? Diệp Thi Thi, cô đóng giả làm Thiên Kim đại tiểu thư lâu như vậy rồi, hôm nay ở trước mặt chính chủ đã biết sợ rồi sao? Cô ăn nói hồ đồ gì đấy? Tôi nói mình là Thiên Kim đại tiểu thư khi nào? Tất cả đều là do giám đốc Cao tự hiểu lầm thôi. Cô Diệp Thi Thi, mấy ngày nay là ai luôn nói bóng gió với tôi, nói mình là Thiên Kim đại tiểu thư chứ? Anh nói nhảm. Tôi nói mình là Thiên Kim của Diệp thị khi nào? Cô con tiện nhân này, bỏ tôi ra, đồ bẩn thỉu. Đủ rồi. Diệp thị xưa nay dùng người là phải xem trọng nhân phẩm, càng xem trọng năng lực. Hai người các ngươi đều là những kẻ nịnh hót, đều là những kẻ tham vinh hoa phú quý, muốn hãm hại con gái của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, hai người không cần phải đi làm nữa. Chủ tịch, phu nhân, tôi đã nói không nên để bà tới đây, khiến bà phải thấy những chuyện ghê tởm này. Tôi không sao cả, thật xui xẻo mà. Tiêu rồi, mất hết tất cả thật rồi. Sao anh lại đến đây? Anh đến đón em tan làm.
Diệp Tâm Nhi, cô hại tôi mất việc làm, còn cướp luôn người đàn ông của tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay. Tâm Nhi, cô có buồn ngủ không? Tôi có gọi cà phê cho cô đây. Cảm ơn. Cà phê bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển khoản. Không cần, không cần đâu. Tâm Nhi, tôi nghe nói sau khi giám đốc Cao đi, công ty dự định sẽ chọn trong nội bộ một nhân viên làm lâu năm lên thay thế cho vị trí giám đốc của anh ấy. Cô có biết chuyện này không? Chuyện tuyển chọn nội bộ của công ty, làm sao tôi biết được? Nhưng không phải cô là... Tôi là cái gì? Chuyện là Diệp Thi Thi, lúc trước không phải cô ta giả dạng thiên kim nhà chủ tịch sao? Cho nên bây giờ mọi người đều đang suy đoán cô mới chính là thiên kim thật đấy. Chị Trần, nếu chị có thời gian rảnh, chị bằng hãy tập trung làm việc đi. Nếu lỡ như lại nhận nhầm người nữa thì... Mặc dù có tin đồn rằng thiên kim nhà chủ tịch đang làm việc cùng chỗ của chúng ta, nhưng mà cũng không có nói rằng là làm việc cùng bộ phận với chúng ta. Tôi đã nói mà, cô cũng không giống gì. Cà phê 28 tệ, chuyển khoản qua cho tôi. Hôm nay con sẽ về nhà muộn. Vương Tiểu Ngọc, lâu rồi không gặp. Diệp Thi Thi, sao cô lại ở đây? Hoàng Minh, anh đã bao giờ nếm thử hương vị của phụ nữ có gia giáo chưa? Hôm nay cho anh được sung sướng đấy. Các người, tôi cảnh cáo hai người đừng có mà làm loạn. Tôi nói cho các người biết, nếu các người muốn tiền thì tôi có thể đưa tiền cho các người. Ăn mặc như một em học sinh thì trong túi có thể có được mấy đồng bạc? Chi bằng sung sướng với anh đây. Anh trai mà vui vẻ, có lẽ sẽ cho em gái 200 tệ đấy. Đi đâu vậy? Lại đây với anh. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Dám động đến người phụ nữ của tôi, chán sống à? Đại ca à, sau này em không dám nữa, em không dám làm nữa. Cút. Vâng, em cút ngay đây. Em không sao chứ? Buồn nôn. Diệp Thi Thi, cho dù bị vạch trần thân phận, cô cũng đâu cần phải tự sa ngã như vậy đâu chứ. Hay là tôi gọi xe giúp cô nhé. Dẹp cái bộ mặt giả tạo đó của cô đi. Tôi không cần đâu. Thật không thể hiểu nổi. Không cần phí lời với cô ta, chúng ta đi thôi. Người đàn ông lúc nãy đâu rồi? Đi từ lâu rồi. Chẳng lẽ đợi cái đám hẹn các người sao? Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì tôi? Mấy người đang làm gì vậy? Thả tôi ra. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng quản lý Diệp Tâm Nhi. Tôi đã nói mà, khả năng làm việc của cô rất mạnh. Lần thăng chức này nên thuộc về cô. Cảm ơn. Theo sự sắp xếp của công ty, trong khoảng thời gian vắng mặt giám đốc bộ phận, tôi sẽ thay thế cho vị trí đó. Bây giờ, ở phía sau tôi là nội dung công việc trong tuần này. Mọi người có thể xem sơ qua. Đây là cuộc đấu thầu cuối tháng này sao? Đúng vậy. Đây cũng là trọng tâm công việc của chúng ta trong tháng này. Tiếp theo thì chúng ta cùng với các thương hiệu thể thao hàng đầu sẽ hợp tác với nhau. Đây chính là cuộc đấu thầu mà chúng ta nhất định phải giành được. Mọi người cùng nhau cố lên, như vậy tôi mới có thể xin cho mọi người tiền thưởng cuối năm được chứ. Tuyệt vời quá. Thi Thi, Thi Thi à, sao con lại có thai rồi? Con nói xem giờ phải làm sao đây? Con vẫn chưa lấy chồng mà. Con vẫn là một cô gái chưa lập gia đình mà. Đủ rồi đó. Phiền quá đi, nói xong chưa vậy? Chỉ mang thai thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Chuyện con bị người ta ức hiếp, con không nói, mẹ không nói thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Nhưng mà cái bụng sẽ càng ngày càng to, không thể nào giấu người khác được. Con vẫn chưa kết hôn,
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì con kêu mẹ với ba con phải đối diện với người ta như nào? Đủ rồi đấy. Vậy sau này chuyện ba bị ông chủ sa thải lộ ra thì con biết đối mặt với mọi người thế nào đây? Thì sao con có thể nói những lời như vậy? Mẹ với ba của con đều cố gắng làm việc, là vì ai nên mới rơi vào tình cảnh như này? Được rồi đấy, phiền quá đi mất. Mẹ xem, không phải là có người tìm đến tận cửa để nhận con sao? Thế nào? Anh có lợi hại không? Thấy ghét ghê. Anh Đại Vĩ, đây là lần đầu tiên của người ta đấy, anh phải đối xử tốt với người ta. Tất nhiên rồi. Thi Thi à, khoảng thời gian trước em cứ lúc nóng lúc lạnh với anh, anh còn tưởng là anh đã mất em rồi. Nếu không phải không câu được con cá lớn 5 năm kia thì cành vàng lá ngọc như mình làm gì tới lượt tên này hưởng chứ. Vậy anh Đại Vĩ, người ta đối với anh tốt như vậy, anh sẽ cưới em chứ? Thi Thi, người mà anh ngày nhớ đêm mong chính là em. Nếu em bằng lòng, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Được. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ba, mẹ, đây là Lâm Nam. Thưa chú, thưa dì, lần đầu gặp mặt, nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ qua cho cháu. Đứa trẻ này, sao lại khách sáo như vậy, còn nói không phải phép gì nữa chứ. Nhớ lúc đầu, chú và mẹ con bé còn mong muốn cho hai đứa xem mắt. Tâm Nhi còn không muốn nữa, bà xem, chẳng phải bây giờ, hai đứa rất hợp nhau sao? Đúng vậy, đúng là trai tài gái sắc mà. Dì đây, không thể chờ nổi nữa, dì muốn bồng cháu lắm rồi. Tâm Nhi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia đấu thầu, có hơi căng thẳng. Yên tâm, đợt này chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng đến như vậy, cho dù là ông trời có đến cũng không thể ngăn cản chúng ta giành được lần hợp tác này đâu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đây không phải là cái tên lần trước mà Diệp Thi Thi dẫn đến công ty sao? Giang Phu, tôi nói mà, nhìn vào là thấy ngay vẻ mặt của người bị suy thận. Đây là Trương Đại Vĩ, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh dựa vào đâu mà ăn cắp tác phẩm thời sinh viên của tôi? Công ty các anh không có nhà thiết kế sao? Vương Tiểu Ngọc, cô không biết xấu hổ à? Đừng tưởng chúng ta từng kết hôn, cô lấy các bản thiết kế từ công ty của tôi thì có thể đổ tội cho tôi nhé. Anh Thi Thi quả nhiên là báu vật của mình. Kế hoạch này mà công bố chắc chắn có thể chiếm tỷ lệ thắng rất lớn. Chuyện anh ăn cắp tác phẩm của tôi có thể không tính toán với anh, nhưng bản quyền tác phẩm của tôi nhất định phải lấy lại. Hôm nay là buổi đấu thầu của tập đoàn Nhất Tốc, hay chúng ta nói chuyện bằng thực lực đi. Thực lực sao? Cô có thực lực gì? Cô tưởng cô vào được tập đoàn Diệp Thị trở thành quản lý thì đó gọi là thực lực sao? Nói về thực lực, bây giờ tôi là con rể của tập đoàn Diệp Thị, chẳng lẽ anh ấy chính là bạn trai của tiểu thư bí ẩn của tập đoàn Diệp thì sao? Bạn trai gì chứ? Đó gọi là con rể. Tôi nói anh nghe, bọn họ đã đính hôn rồi đấy. Con rể sao? Trương Đại Vĩ, anh đừng có hiếp người quá đáng. Tạo phản luôn rồi sao? Bây giờ cô dám la hét om sòm với tôi sao? Tôi thấy cô là đang ngứa đòn rồi. Bảo vệ, ném cái đống rác này ra ngoài cho tôi.
Làm gì vậy? Thả tôi ra. Chúc mừng cô Diệp Tâm Nhi, đại diện cho tập đoàn Diệp Thị đã trúng thầu trong lần hợp tác này. Tốt quá rồi. Đi thôi. Cảm ơn anh Lâm. Chúc mừng em khai bút thắng lợi, cô Diệp. Cảm ơn anh. Dáng vẻ em nỗ lực không chịu thua, thật sự rất cuốn hút. Bộ váy thiết kế cao cấp này đẹp quá. Chúng ta kết hôn, có nên mặc bộ này không? Bao nhiêu tiền? Không đắt, chỉ hơn 2 triệu thôi. Sao thế? Chê đắt à? Cái con đàn bà đáng ghét này, thật biết tiêu tiền mà. Nếu không phải vì cô là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị, không thì có mà mới mua cho cô. Không đắt. Chị cho em bao nhiêu tiền, anh cũng sẵn lòng mua. Chồng, em biết hôm nay anh bị bắt nạt. Anh bị Vương Tiểu Ngọc, cái con đàn bà đó bắt nạt. Anh đấy, có muốn trả thù không? Này làm gì đó hả? Tôi đã báo công an rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Anh rể Thiên Sơn, sao lại là cậu? Anh rể, may mà có anh. Nếu không bọn đó, chỉ vì mấy ngàn mà suýt nữa xử lý luôn tôi rồi. Trên người anh có tiền không? Cho em mượn 10 ngàn. Em chỉ cần một ván nữa, em chắc chắn có thể kiếm lại cả vốn lẫn lãi. Tôi nói này Thiên Sơn, cậu lớn như vậy rồi, chỉ có vài nghìn thôi mà cũng không có sao. Mau đi tìm chị cậu đi. Chị cậu bây giờ đang làm việc ở tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy có tiền đấy. Chị ấy có tiền, chị ấy sẽ cho tôi chắc. Cậu nghe tôi nói này, chị cậu bây giờ được thăng chức rồi, lương hàng năm 500 ngàn đấy. Cái gì? Người phụ nữ xấu xa này, kiếm được tiền cũng không nói với gia đình. Xem sau này tôi xử lý chị như thế nào. Cảm ơn anh nhé, vậy em đi trước đây. Đi đi. Hóa ra anh chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nhất Tốc. Vậy em có thể thắng thầu, có phải cũng là bởi vì có liên quan gì đến anh chứ? Rất nhiều nhân chứng ở đó mà. Em là dựa vào thực lực của chính mình để trúng thầu. Vậy sao? Vậy thì tốt. Dáng vẻ em nỗ lực không chịu thua, thật sự rất đẹp. Đại tiểu thư, làm phiền rồi. Có chuyện gì sao? Đại tiểu thư, phu nhân thấy dạo này thời tiết khá nóng nên đã bảo nhà bếp làm một ít nước mát giải nhiệt. Anh Lâm, tôi lấy cho anh nhé, uống cho mát. Lát nữa chúng tôi sẽ qua đó. Lát nữa sẽ qua đó mà. Được, vậy tôi đi chuẩn bị. Anh Lâm, hay là chúng ta qua đó trước? Đợi đã. Phim được dịch Thuyết Minh. Tiện em đến đây là được rồi. Phim châu Á. Nếu mà đi nữa sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy đấy. Được, nghe em hết. Tan làm gửi tin nhắn cho anh. Anh ở đây đợi em. Được. Nụ hôn tạm biệt. Vương Tiểu Ngọc bất trung bất hiếu, không xứng làm phụ nữ. Tôi bị bệnh, Vương Tiểu Ngọc cũng mặc kệ tôi. Đứa con gái bất hiếu này, nó không muốn tôi sống nữa. Xin các vị phóng viên giúp tôi với. Hãy giúp tôi. Một bà già như tôi không sống nổi nữa. Các anh chị ơi,
mọi người nhất định phải giúp chúng tôi. Mẹ tôi không dễ dàng gì, nuôi lớn chị tôi. Giờ chị ấy đi làm rồi, kiếm tiền được rồi, trở mặt không đếm xỉa tới chúng tôi. Mọi người hãy giúp chúng tôi phân xử. Con trai à, hai mẹ con ta đúng là số khổ mà. Mẹ à, chắc chị con vong ân bội nghĩa. Chị ấy bỏ mặc mẹ. Nào, mọi người xem đi, đồ tiện nhân vong ân bội nghĩa có ngoại hình trông như này. Mọi người nhớ kỹ nhé. Đây không phải là Vương Tiểu Ngọc sao? Vương Thiên Sơn, rốt cuộc em muốn gây rối đến khi nào? Em làm loạn đủ chưa? Chị à, không phải mẹ con em muốn gây rối, là mẹ của chúng ta bệnh rồi. Bác sĩ nói không thể điều trị nữa, chỉ còn sống được chưa tới một tháng. Mấy người vẫn không biết điểm dừng đúng không? Nhìn bà ta kìa, mặt mũi hồng hào như thế, giống bệnh chỗ nào chứ? Tôi bây giờ còn sống đều nhờ có em trai cô. Đã bán thận mới có tiền mua thuốc cho tôi. Bán thận? Bán thận không phải vì lúc đó nó mắc nợ cờ bạc à? Liên quan gì đến tôi chứ? Bà không biết xấu hổ à? Ôi trời ơi, đây còn là con gái tôi sao? Cô không muốn nhận tôi cũng không thể bôi nhọ em cô như vậy chứ. Tiện nhân, cô là đồ bất hiếu. Không bị thương chứ? Cứ chạy đi như thế sao? Đừng đánh tôi mà, tôi tự khai, có người sai khiến tôi, bảo tôi đến làm thế, là ai? Nói. Một người đàn ông trẻ tuổi, khi nãy mới vừa ở bên này mà. Bỏ đi, không cần bắt người. Em cũng biết là ai. Ý em là Trương Đại Vĩ. Hắn năm lần bảy lượt làm khó em. Rốt cuộc muốn làm gì? Muốn biết thì hỏi. Người cầm đầu làm loạn là được thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Vương Tiểu Ngọc, đúng là bất ngờ nha. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lại muốn tiền à? Nói đi, lần này muốn bao nhiêu? Cần tiền. Vương Tiểu Ngọc, chị cũng xem thường người khác quá đấy. Chúng tôi muốn không chỉ là tiền. Cô đã ngồi được ở đây rồi, trong tay không phải cũng có chút quyền lực sao? Sắp xếp một công việc cho em trai cô. Để tôi nói rõ trước, năm loại bảo hiểm và hỗ trợ nhà ở bắt buộc có, phúc lợi đãi ngộ phải tốt. Còn về tiền lương, tôi cũng không tham. Một tháng 30 hay 50 ngàn tệ gì đó, chị tự quyết định là được. Vương Thiên Sơn, cậu có bằng cấp hay là mối quan hệ không? Nếu tôi có bằng cấp, có mối quan hệ, tôi còn cần tới chị sao? Phải đó, con trai tôi xuất sắc như thế rồi. Nếu có bằng cấp, có mối quan hệ, những người khác còn sống thế nào được? Được rồi, còn yêu cầu gì nữa cứ nói hết đi. Em trai cô muốn đổi xe. Siêu xe gì đấy? Tôi không rõ. Siêu xe thể thao. Đúng, đúng đấy. Còn nhà nữa? Em trai cô vẫn chưa cưới vợ. Nhà của chúng ta đã quá cũ rồi, làm thế nào cũng phải đổi cho nó. Một căn hộ lớn trong thành phố. Hai mẹ con các người, trời còn chưa tối mà đã nằm mơ rồi. Vương Tiểu Ngọc, chú ý đến thái độ của chị với mẹ tôi đi. Có tin ông đây đánh chị không? Tôi nói cho cậu biết, những thứ khác tôi không có, nhưng việc làm của cậu tôi có thể sắp xếp. Gác cổng tầng hầm, 6.000 tệ một tháng, thích làm thì làm. Này, Vương Tiểu Ngọc, chị đang sỉ nhục tôi hả? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài. Vương Tiểu Ngọc, chị không đưa tiền đúng không? Được, chị cứ chờ ông đây. Cùng lắm thì sau này ngày nào tôi cũng đến, chờ xem ai mới là người mệt đây. Người nhà cô như vậy là sao chứ? Nếu không có được tiền thì tung tin đồn về cô lên mạng, còn tìm người tiết lộ thông tin của cô. Bọn họ làm gì có bản lĩnh này chứ? Tôi thấy chắc chắn là có người dạy bọn họ. Người đàn bà đê tiện này, muốn tiền thì thôi đi, lại còn dám tung tin lên mạng. Đúng đấy, chỉ là một bàn tay giả cũng dọa người ta sợ mất hồn rồi. Tâm nhi của chúng ta chỉ là một cô gái, sao có thể chịu được chuyện như vậy? Ông à, ông mau nghĩ cách gì đi chứ.
tôi thấy theo tình hình này chỉ có thể xác nhận Tâm Nhi đã trở về. Con không đồng ý. Tâm Nhi à, thông tin của con đều bị lộ hết rồi. Bây giờ họ gửi cho con một cánh tay giả, mấy ngày nữa không chừng mẹ cũng không dám nghĩ đến. Nếu như bây giờ tùy tiện xác nhận về con, Vậy chẳng phải sẽ khiến họ còn lộng hành hơn sao? Tâm Nhi nói cũng có lý. Giao cho con đi, chuyện của bản thân con, con sẽ xử lý thật tốt. Trong thẻ này có 200.000 tệ, là toàn bộ số tiền từ trước đến nay tôi tích góp được. Đổi lại tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ gia đình với hai người. Làm sao có thể rẻ như vậy được? Dễ nói thôi mà, chỉ cần có được tiền, chúng ta không liên quan gì đến nhau. Chờ một chút. Đây là văn bản thỏa thuận, có hiệu lực sau khi ký. Vương Tiểu Ngọc, cô đùa đấy à? Sao cô máu lạnh vô tình như thế? Chỉ 200.000 mà muốn cắt đứt công ơn dưỡng dục của tôi. Lương tâm của cô ở đâu? 500.000. Được thôi, 500.000 thì 500.000. Ký đi. Vương Tiểu Ngọc, có gì đó không đúng. Đây đã là toàn bộ tiền tích góp của tôi rồi, mấy người còn muốn thế nào? Tôi còn tính đi mượn tiền để đưa cho mấy người. Trên người chắc chắn còn có thẻ khác. Tôi không có, lấy ra. Làm gì vậy? Lấy ra. Vương Tiểu Ngọc, chị muốn gài tôi sao? Chị đưa đây cho tôi. Ghi âm phải không? Dừng tay. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Không sao, đây là bằng chứng họ đã đánh em. Em đã có bằng chứng rồi. Nếu như vậy, sau này cho dù họ muốn gây áp lực cho em cũng không sợ nữa. Sao em lấy bản thân ra liều vậy chứ? Đúng là ngốc nghếch mà. Lôi tên hèn hạ này ra đánh gãy chân cho tôi, đưa đến bệnh viện chăm sóc thật kỹ lưỡng. Vết thương lành rồi thì tiếp tục đánh, đánh đến khi nào hắn không dám gây rối nữa. Còn về bà già này, chi bằng đưa đến châu Phi đi. Cứ làm như những gì cậu nói. Lâm Nam, thật tốt khi có anh. Hôm nay dọa em sợ rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vậy anh đi trước nhé. Có thể cưa đổ Lâm Nam cũng thú vị lắm đấy, em gái à. Anh là ngôi sao nổi tiếng, Cao Thanh Tùng sao? Sai, phải là Đại Minh Tinh. Anh đến nhà tôi làm gì? Nhà cô sao? Chẳng lẽ cô không biết đây là nhà tôi sao? Tùng Tùng về rồi à? Tâm Nhi, mau, đây là anh trai con đấy. Mẹ à, hình như em gái không muốn nhận người anh này cho lắm. Mẹ, con thật sự không biết con còn có anh trai đấy. Năm đó con bị bắt cóc, mẹ và ba con thật sự không thể tìm thấy con, vì thế đã nhận con trai út của cậu con làm con nuôi. Thật sự là mẹ con không tìm thấy con, đau lòng đến nỗi không muốn sống nữa, nên ba mới đưa ra quyết định này. Thật may, thật may Tâm Nhi của chúng ta bây giờ cũng đã trở về rồi. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Mẹ, mẹ không thể có con gái rồi lại quên con trai đấy chứ. Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi, còn tị nạnh với em gái nữa. Con mặc kệ, con cũng muốn được mẹ yêu thương. Không ngờ mình lại còn có một anh trai. Em nói gì chứ? Không, không có gì đâu. Này Tùng Tùng, lần này về định ở bao lâu đấy? 3 tháng. Nửa năm. Lần này có thể ở nhà lâu đến như vậy sao? Phải. Mẹ, mẹ trước giờ đều không vui vì thời gian con bên mẹ quá ít. Vậy mà bây giờ Tâm Nhi về nhà rồi, mẹ lại thấy con ở nhà quá lâu sao? Mẹ nào dám ghét bỏ con chứ? Không phải lần nào con đi quay phim cũng đều rất lâu sao? Thật trùng hợp, lần này con quay ở đây. Vậy thì tốt quá rồi, con có nhiều thời gian ở bên cạnh em gái rồi, không vấn đề gì. Tâm Nhi,
còn nuôi nhà hào môn. Hầu hết đều mắc bệnh kiêu ngạo. Nếu không thì là bề ngoài giả ngoan ngoãn, bên trong kiêu ngạo, dồn sức tính kế. Bất kể thủ đoạn gì, họ cũng có thể dùng được hết để giành giật sự yêu thương. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cũng không phải vì tài sản. Cái họ thiếu là tình thương. Dù gì thì con nuôi từ nhỏ đến lớn, thiếu thốn nhất chính là tình yêu thương của người thân. Vì tài sản, vì tình yêu, họ sẽ không từ thủ đoạn đâu. Đúng, đúng đấy. Cái gì mà vu khống hạ độc hại người, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Sao mà nói nghe như phim cung đấu vậy? Còn không phải là cung đấu sao? Nói chính xác hơn là đấu đá gia tộc. Không đến nỗi vậy chứ. Trong tiểu thuyết đều nói như thế đấy. Cô không phải là người giàu, cô không hiểu đâu. Mấy chuyện ngoài đời còn hấp dẫn hơn nhiều. Đúng là càng nói càng vô lý mà. Cô đấy, đi xem mấy cái tiểu thuyết đó lại đi. Lão Trương à, hiếm khi cậu mời tôi ăn cơm. Bạn học cũ với nhau cả mà. Nào, tôi nói cậu nghe, đây là rượu Mao Đài thượng hạng. Nếu không phải cậu đến, tôi cũng không nỡ uống đâu. Cạn, vậy hôm nay chúng ta không say không về nhé. Không say không về. Bạn học cũ à, lớp chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có cậu là thân với tôi nhất. Giờ cậu đã thành đại minh tinh rồi. Người vợ đó của tôi ngày nào cũng xem phim của cậu hết. Cậu kết hôn rồi sao? Chứ còn gì nữa. Đại tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị, chắc hẳn là cậu biết đấy. Đúng là quen thật. Không nói chuyện này nữa, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Nghe nói cậu sắp hết hạn làm đại sứ rồi phải không? Phải, có chuyện gì thế? Vậy thì cậu có thể làm đại sứ thương hiệu thời trang của công ty chúng tôi không? Cứ ra giá. Hiện giờ có mấy công ty cũng đang hỏi đến, nhưng chuyện về quyền đại sứ tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định được. Cái này thì tôi biết, việc của công ty khác tôi có thể làm được. Nhưng còn tập đoàn Diệp Thị thì hơi khó khăn. Vợ cậu không phải là... À phải, cô ấy là tiểu thư tập đoàn Diệp Thị. Nhưng cô ấy không cho phép tôi đi đường tắt. Hơn nữa, tôi và nhà thiết kế của tập đoàn Diệp Thị từng cãi nhau. Bây giờ muốn cạnh tranh với cô ấy e là sẽ rất khó. Nhà thiết kế của họ không phải là Diệp Tâm Nhi sao? Đúng, cũng là Vương Tiểu Ngọc. Hóa ra là vợ cũ của tôi. Không nói cái này nữa. Bạn cũ này, hôm nay bận như thế, rốt cuộc cậu có thể giúp tôi không? Cậu ta không biết thân phận của Diệp Tâm Nhi, vợ cũ sao? Vậy bây giờ thì sao? Có chút thú vị rồi đây. Giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Quyết định vậy nhé. Tôi mời cậu một ly. Cao Thanh Tùng, sao anh lại ở văn phòng của tôi? Lớn nhỏ theo trật tự. Diệp Tâm Nhi, tôi nhắc nhở cô, cô nên gọi tôi là anh trai. Anh trai à, bây giờ là giờ làm việc. Tôi biết mà. Vậy anh có thể rời khỏi phòng làm việc của tôi được không? Tôi không thể đến tìm cô để bàn chuyện công việc sao? Diệp Tâm Nhi, không phải cô muốn lấy được đơn hàng lớn của công ty điện ảnh Tân Thành sao? Phải, lẽ nào cô không biết cổ đông lớn nhất của điện ảnh Tân Thành là tôi sao? Nghệ sĩ của công ty chúng tôi sẽ không mặc thứ rác rưởi này đâu. Cô không tức giận sao? Anh trai, thật ra anh nên, anh nói cho tôi biết nghệ sĩ của công ty các anh thích những mẫu thiết kế gì chứ? Nếu cô đã mở lời, vậy anh trai đây sẽ dạy cô thật tốt. Em bận sao? Đang làm rồi nhưng không thấy em về. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Hôm nay công việc khá nhiều, hay là anh về trước đi.
Đừng đợi em nữa, đúng lúc. Anh có một số việc cũng chưa xong. Anh sẽ tăng ca cùng em. Tăng ca cùng em chỗ nào chứ? Đây không phải là đang cùng em sao? Tăng ca cùng em rất vui. Chờ em làm xong, anh sẽ dắt em đi ăn đồ ngon. Được. Đi thôi. Tâm Nhi. Tâm Nhi à. Bác sĩ bảo là em làm việc quá sức. Sau này đừng có tăng ca thâu đêm nữa. Chẳng phải khoảng thời gian này khá gấp, công việc lại quan trọng nữa. Công việc nào đáng để em liều mạng đến vậy? Có phải công ty nào đó lại gây khó dễ cho em phải không? Nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết. Yên tâm, chuyện riêng của em có thể tự giải quyết. Đi thôi. Vương Tiểu Ngọc, đến bệnh viện làm gì vậy? Còn đến bệnh viện làm gì nữa? Điều trị vô sinh chứ sao? Dì Trương, sao mà những lời nói của dì lại cay nghiệt như vậy? Tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi mà. Vương Tiểu Ngọc, cô nhìn Diệp Thi Thi người ta đi. Không chỉ xuất thân tốt mà sức khỏe cũng tốt nữa. Vừa vào nhà không lâu thì đã mang thai rồi. Chỉ bằng một phút của Trương Đại Vĩ sao? Thi Thi à, để cô chịu ấm ức rồi. Vương Tiểu Ngọc, cô không muốn sống nữa sao? Người đàn bà không biết xấu hổ, những lời bẩn thỉu như vậy mà cô cũng dám nói ra, còn vu khống cho con trai tôi nữa. Cô mới là con gà mái già, không biết đẻ trứng đấy. Phải, phải đó, tôi không biết đẻ trứng. Vậy chỉ cần Thi Thi đẻ trứng là được rồi phải không? Cô Diệp này, đừng bắt tôi ra tay với phụ nữ. Lâm Tổng, anh đừng để bị con tiện nhân Vương Tiểu Ngọc này lừa. Mặc dù cô ta có khả năng quyến rũ, nhưng cũng không che giấu, chuyện cô ta không thể nối dõi tông đường được đâu. Sự thật đó, Lâm Nam, tôi biết anh có tiền, nhưng tôi nói cho anh biết, tiền không phải là vạn năng. Đúng đấy, có tiền thì muốn sao cũng được cả. Cứ loại phụ nữ như Vương Tiểu Ngọc vào nhà thì gia tộc các người sớm muộn gì cũng tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Tôi thật sự không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu tôi không ra tay thì tôi không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình rồi. Anh, sao cậu dám đánh người? Anh, Lâm Tổng, những việc anh không làm được, tất nhiên là thư ký sẽ giúp anh rồi. Chồng này, anh mau lên đi. Cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt mẹ và vợ anh sao? Đàn ông kiểu gì vậy chứ? Chúng ta không làm lại đâu. Anh đúng là vô dụng. Ôi trời ơi, mau tới xem này. Mấy người trẻ tuổi không có đạo đức này lại đi bắt nạt người già yếu. Đánh người rồi. Đánh tôi tới nỗi gãy xương rồi. Mẹ à, đừng làm loạn nữa. Họ không phải là người bình thường, lát nữa sẽ đánh chúng ta gãy xương thật đấy. Mau đứng lên. Lâm Nam, tôi nói cho anh biết, hôm nay là ngày đại hỷ của Trương gia chúng tôi. Tôi không muốn nói nhiều với các người. Vợ ơi, mẹ ơi, chúng ta đi. Đi thôi. Đừng sợ, có anh đây. Lâm Nam, có một vài chuyện em thực sự đang giấu anh. Như anh thấy đấy, em thực sự là đã trải qua một cuộc hôn nhân. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, em không thấy hạnh phúc. Những thứ này không cần em nói, anh cũng có thể nhìn ra được. Anh cũng biết, trước khi em trở về Diệp gia, đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở ở Trương gia và Vương gia rồi. Em và Trương Đại Vĩ đã kết hôn được 3 năm, nhưng không thể có nổi một đứa con.
có lẽ anh ta nói đúng. Em vốn dĩ không thể sinh con, nhưng em cảm thấy chuyện này anh cần phải biết. Nếu như anh để tâm, anh có thể đi ngay bây giờ. Em sẽ không trách anh. Nghĩ gì vậy chứ? Bây giờ anh có thời gian là 3 giây. 1 2 3. Anh đã kêu trợ lý mua hoa, cũng không kịp bố trí địa điểm. Minh và lồng tiếng tại phim châu may mà vẫn đem theo nhẫn kết hôn bên người, cho nên lễ cầu hôn chỉ đơn giản vậy thôi. Tâm Nhi, em đồng ý gả cho anh chứ? Lâm Nam, anh đây là, anh biết em cảm thấy không an toàn, anh sẵn sàng bảo vệ em, cho em cảm giác an toàn. Em sợ sức khỏe không tốt, không thể sinh con. Cùng lắm thì chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa. Nếu không được nữa, chúng ta cũng có thể nuôi rất nhiều chó mèo. Vậy anh sẽ không thấy hối hận đúng không? Không cưới được em mới là điều khiến anh hối hận nhất trong đời này. Tâm Nhi, anh thật sự yêu em. Anh nguyện cả đời này sẽ sống cùng em. Anh nguyện cùng em sống đến đầu bạc răng long. Vì vậy, em bằng lòng gả cho anh chứ? Ba, mẹ, anh trai, con muốn báo cho mọi người một tin vui. Mọi người xem, anh Lâm Nam cầu hôn con rồi. Con gái à, Lâm Nam đối xử với con thế nào? Rất tốt. Con đấy, có thể tìm lại hạnh phúc thì mẹ và ba con yên tâm rồi. Nếu bây giờ muốn kết hôn, cũng nên đến lúc công bố thân phận ra bên ngoài rồi. Con gái à, con chính là đứa con gái duy nhất của Diệp gia chúng ta. Khi kết hôn, tuyệt đối không thể đối xử tệ với con. Cảm ơn ba mẹ. Chúc mừng em gái của anh đã tìm thấy được một bờ vai vững chãi rồi. Thiếu gia, cà phê của cậu đây. Diệp Tâm Nhi đâu? Thưa thiếu gia, đại tiểu thư đã đi làm lúc sáng sớm rồi. Nghe chú nói vậy, em ấy vẫn còn rất siêng năng đấy. Đại tiểu thư luôn luôn tận tâm làm việc. Đồng nghiệp của công ty cũng rất nể trọng cô ấy. Cô ấy đúng là người thừa kế hoàn hảo. Tài năng thiết kế của cô ấy, một khi được tạo thành sản phẩm thì luôn trong tình trạng thiếu hàng để bán. Nghe chú nói như vậy, vừa có năng lực lại vừa thông minh, còn có Lâm Nam làm chỗ dựa, sau này sản nghiệp của gia đình đều do em ấy thừa kế rồi. Thiếu gia, cậu đây là có ý gì thế? Em ấy có bao nhiêu ưu điểm tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết là trong lòng Diệp quản gia, em ấy có bao nhiêu khuyết điểm? Lão Cao, cậu xem bản thiết kế này của công ty chúng tôi đi. Đây là bản thiết kế đẹp nhất. Xem. Lần trước có nói với cậu về việc làm đại diện cho thương hiệu thời trang. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Còn suy nghĩ gì nữa? Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Bạn học cũ à, nếu cậu ký hợp đồng làm đại diện cho công ty chúng tôi, cậu muốn điều kiện gì, cậu cứ việc nói. Phí đại diện chỉ là chuyện nhỏ. Có một công ty nọ cũng ra điều kiện rất hấp dẫn. Tôi hẹn cô ấy hôm nay gặp mặt. Công ty họ trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi cho cậu. Như vậy có phải là xong rồi không? Nói Tào Tháo liền đến. Họ đến rồi kìa. Cao Thanh Tùng, cậu đùa tôi à? Em gái ngoan à, em sắp kết hôn rồi, anh tặng em một món quà lớn. Cao Thanh Tùng, anh đùa em à? Đúng vậy, Cao Thanh Tùng, cậu gọi cô ấy đến đây làm gì? Được rồi, Thanh Tùng, đừng có giả vờ bí ẩn nữa. Anh cứ nói sự thật với Tâm Nhi đi.
những cái này đều là bản thảo cũ của công ty cậu ấy. Trong thời gian qua, cậu ấy đã chiếm đoạt các bản thảo cũ của em, ăn cắp thiết kế của em. Cặn bã, cậu lừa tôi à? Cậu làm hại người thân của tôi. Tôi giúp họ xử lý cậu thì đã làm sao chứ? Cậu có thể làm gì tôi? Đợi đã, cái này rốt cuộc là sao? Ước mơ của tên nhóc này là trở thành ngôi sao quốc tế. Sợ nhất chính là thừa kế gia sản. Đụng phải một cô gái dám nghĩ dám làm như em, anh ấy chắc chắn phải vì em dọn sạch mọi trở ngại rồi. Thấy thế nào, Tâm Nhi, món quà anh tặng, em có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Thanh Tùng, quà cưới của Tiểu Nhi có rồi. Còn của tôi đâu? Tôi biết rồi. Ba người các người cấu kết lại bắt nạt tôi phải không? Tôi, Trương Đại Vĩ, thời tiết lạnh rồi, đã đến lúc cậu phải phá sản rồi. Hôm nay chúng tôi muốn nói với các phóng viên có mặt tại đây, xin phép được giới thiệu một cách trang trọng. Đây chính là con gái của chúng tôi, bị bắt cóc hơn 20 năm trước, Diệp Tâm Nhi. Chào mọi người, tôi là Diệp Tâm Nhi, Diệp phu nhân. Gần đây có tin đồn rằng công ty Diệp thị xuất hiện vấn đề tranh chấp người thừa kế, xin hỏi điều đó có chính xác không? Đúng vậy, xin hãy trả lời. Tùng Tùng và Tâm Nhi tình cảm rất tốt, cho nên không có vấn đề tranh giành quyền thừa kế. Vậy nên người thừa kế tập đoàn Diệp thị sẽ chỉ là Tâm Nhi. Ông Diệp, nghe nói tập đoàn Diệp thị sớm đã tìm được cô Tâm Nhi rồi, tại sao lại công bố việc nhận lại người thân vào thời điểm này? Còn bé Tâm Nhi này không thích phô trương. Nếu không phải vì ngày cưới sắp đến, Tâm Nhi vốn dĩ cũng không muốn công khai danh tính ra ngoài. Ông Diệp này có thể tiết lộ một chút chồng sắp cưới của cô Tâm Nhi là ai không? Tỷ phú ở Long Thành thuộc tỉnh lân cận, Lâm Nam, Lâm công tử, giống với Tâm Nhi, đều là những người trẻ tuổi đầy triển vọng. Diệp tiểu thư và Lâm thiếu gia là tự do yêu đương đúng không, hay là hôn nhân gia đình? Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Đúng là tàn nhẫn. Nhận lại gia đình giàu có, liền đối xử tệ bạc với ba mẹ nuôi. Diệp Tâm Nhi đều là do cô cướp đi cuộc sống của tôi. Đáng ra tôi mới là cô tiểu thư gia đình giàu có. Vương Thiên Sơn, hợp tác đi. Diệp Thi Thi, hợp tác vui vẻ. Cờ bạc nợ 5 triệu, nếu hôm nay cậu không lấy lại được thì đừng giữ được hai cánh tay nữa. Đại ca, anh thả tôi ra đi, tôi nhất định sẽ đưa anh tiền, nhất định sẽ đưa anh mà. Anh Lâm Nam, xin hỏi anh, bất kể nghèo hèn hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật, thì anh có bằng lòng lấy cô Diệp Tâm Nhi, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời không? Tôi bằng lòng. Cô Diệp Tâm Nhi, xin hỏi cô, bất kể nghèo hèn hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật, cô đều bằng lòng gả cho anh Lâm Nam, yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy cả đời chứ? Tôi bằng lòng. Cô dâu chú rể, bây giờ có thể trao nhẫn cho nhau. Bây giờ cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi. Chúc mừng, xin chúc mừng. Trăm năm hạnh phúc. Người chị tốt, tìm lại được cha mẹ ruột rồi. Tìm được người đàn ông tốt rồi thì quên đi Vương gia đã nuôi lớn chị sao? Vương Thiên Sơn, chị và Vương gia đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Em tới đây làm gì? Chị à, chị xuất thân từ gia đình giàu có, lại cưới tỷ phú, hôm nay tôi đến tìm chị lấy vài triệu xài thôi. Không quá đáng chứ? Có phải em lại nợ cờ bạc không? Lần trước chị đã trả giúp em rất nhiều rồi. Chị và Vương gia đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, số tiền đó còn không đủ để nuôi một tên ăn xin nữa. Hôm nay tôi không cần nhiều, cho tôi 5 triệu, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Không có. Không có sao? Được. Vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người thân. Vương Thiên Sơn, em điên rồi hả? Dù sao hôm nay tôi không lấy được tiền, quay về cũng không còn đường sống. Chị bằng tôi phát điên cho rồi. Phim được dịch. Dù sao cũng không còn đường sống, chị bằng kéo theo người đi cùng. Cậu đánh không lại đâu, mau tránh ra. Tiền, tôi muốn tiền.
hôm nay không cho tôi tiền, tôi sẽ tự kết liễu cho các người xem, khiến cho các người cả đời gặp ác mộng. Hiên Sơn, Hiên Sơn, em bình tĩnh lại đi. Không phải em chỉ muốn tiền thôi sao? Chị nói với em này, anh rể em có tiền, anh ấy nhất định sẽ đưa tiền cho em. Em bình tĩnh một chút được không? Thật không? Nhưng tôi muốn 5 triệu đấy nhé. Chỉ là chút tiền thôi mà, không đến mức phải nuốt lời đâu. Đưa dao cho tôi, tôi đưa thẻ ngân hàng cho cậu. Đừng có mà lừa tôi, tôi muốn tiền mặt. Tâm Nhi, mau gọi bác sĩ đi. Có đau không? Ngày trọng đại như vậy còn để con bị thương, đều là lỗi của mẹ, là mẹ đã không bảo vệ con. Mẹ, mẹ đừng nói vậy, chuyện này không liên quan gì đến mẹ cả, là mẹ đã không tăng cường an ninh trước. Mẹ, có mẹ ở bên cạnh là sự bảo vệ tốt nhất với con rồi. Diệp Thi Thi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Diệp Tâm Nhi, hôm nay là ngày trọng đại của cô, tất nhiên là tôi đến để chúc mừng cô rồi. Các người muốn làm gì? Các người làm gì vậy? Diệp Tâm Nhi, muốn chạy à? Diệp Thi Thi, giữa tôi và cô không có hận thù gì, từ trước đến nay không thù không oán, rốt cuộc cô muốn gì chứ? Diệp Tâm Nhi, cô đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Không thù không oán sao? Làm sao có thể chứ? Nếu có thù oán, cũng là do cô đã dụ dỗ chồng tôi trước. Nhưng nói đến đây thì cũng phải cảm ơn cô, là cô đã bảo tôi rời xa cái tên khốn đó. Trương Đại Vĩ chỉ là một chú chim non mà thôi. Nếu không phải vì anh ta có chút tiền thì đến việc đi làm trai bao anh ta cũng không xứng. Nói đến thù oán, cô nên suy nghĩ lại xem. Dựa vào đâu cô lấy đi cuộc sống của tôi chứ? Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi xinh đẹp như vậy, lẽ ra số phận của tôi chính là một thiên kim tiểu thư. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà một đứa con trai như cô lại là một thiên kim tiểu thư chứ? Còn tôi chỉ là con gái của một bảo mẫu thôi. Cô đúng là điên rồi. Điên rồi sao? Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi cũng muốn cho cô nếm thử cuộc đời mà tôi đã trải qua, đã đau khổ như thế nào. Cô muốn gì? Đừng làm bậy đó. Anh yêu à, hôm nay cứ để cho anh em của anh thưởng thức cho đã đi. Người đẹp, yên tâm, hôm nay các ông đây đảm bảo sẽ phục vụ cô thật tốt. Các người muốn làm gì? Đừng qua đây, cứu tôi với. Buông tôi ra. Lâm Nam, còn đứng đó làm gì? Mau lên đi, lên. Lâm Nam, phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Đánh cho tôi, xử lý hắn đi. Lâm Nam, Lâm Nam, Lâm Nam à, Lâm Nam, đừng đánh nữa. Đánh nữa, hắn không còn mạng về đâu. Đi. Lâm Nam, Lâm Nam à, anh không sao chứ? Tâm Nhi, xin lỗi, anh đến muộn rồi. Lâm Nam, anh từng nói sẽ bảo vệ cho em thật tốt.
Lâm Nam. Lâm Nam, anh tỉnh lại đi mà. Lâm Nam, đi. Em đưa anh về nhà. Em sẽ đưa anh về nhà. Anh tỉnh rồi. Tại sao em lại khóc? Không có, chỉ là em nghĩ đến bộ dạng ngày hôm qua của anh. Em bị dọa muốn ngất đi, anh có biết không? Ngốc quá. Chúng ta chẳng phải vừa mới hứa với nhau sao? Phải bảo vệ nhau cả đời này mà. Vì vậy, em yên tâm, anh sẽ không sao cả. Càng không để em gặp chuyện. Anh nói rồi đó nhé. Anh hứa đi. Đừng ngồi dậy, anh còn bị thương ở lưng đấy. Anh muốn uống nước. Anh đấy, muốn làm cái gì thì cứ nói với em. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Muốn làm gì cũng được sao? Tâm Nhi, lại đây. Tâm Nhi, lên đây đi. Anh nói cái gì thế? Kết tóc làm vợ chồng. Làm những gì vợ chồng chúng ta cần phải làm đi. Đừng có quậy. Đây, đây là bệnh viện đấy. Anh bị thương ở lưng, đau lắm. Em lên đây được không? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Lâm Tổng, Vương Thiên Sơn đã bị kết án 5 năm tù tội cố ý gây thương tích. Còn bọn bắt nạt Tâm Nhi thì sao? Cũng bị bắt đi hết rồi. Diệp Thi Thi thì sao? Hiện tại vẫn chưa tìm được. Chắc là trốn mất rồi. Không xử lý được cô ta. Chẳng lẽ đến người đàn ông của cô ta tôi cũng không xử lý được hay sao? Xem ra công ty của Trương Đại Vĩ phá sản vẫn còn quá hời cho anh ta rồi. Ý của Lâm Tổng là khiến anh ta phải gánh chịu món nợ lớn, tán gia bại sản, không bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy nổi. Tôi hiểu rồi, Lâm Tổng, tôi sẽ làm ngay. Lưu Tổng, Lưu Tổng à, anh không thể đi, anh không thể đứng nhìn công ty chúng tôi vi phạm hợp đồng như vậy. Anh là cổ đông cũ của chúng tôi mà. Việc anh vi phạm hợp đồng thì có liên quan gì đến tôi? Công ty chúng tôi có cổ phần của anh mà. Trương Đại Vĩ à, Trương Đại Vĩ, cậu thật sự không biết mình đã đắc tội với ai sao? Chẳng qua là Diệp gia thôi mà. Chỉ là Diệp gia thôi sao? Còn có Lâm gia, đúng là bản lĩnh không lớn nhưng lại có gan lớn. Ông trời sắp sập xuống rồi, còn nghĩ là không có chuyện gì. Lưu Tổng, vậy thì sao? Người thì tôi cũng đã đắc tội rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu chứ. Nếu anh nói như vậy thì tôi sẽ không trả lại số cổ phần của anh đâu đấy. Không trả thì không trả, tôi sẽ không vì số tiền đó mà đắc tội với Diệp gia và Lâm gia đâu. Lưu Tổng, anh không thể thấy nạn mà không cứu chứ. Anh phải giúp tôi. Tránh ra đi. Lưu Tổng, Lưu Tổng à, anh không thể đi. Lưu Tổng, Lưu Tổng à. Đồ khốn. Anh nổi giận cái gì chứ? Phiền thật đấy. Diệp Thi Thi, có phải tôi nể mặt cô quá rồi không? Cô muốn kiếm chuyện đúng không? Nếu không phải cô gây cho tôi nhiều chuyện như vậy thì tôi đâu cần nổi nóng như thế. Chồng à, anh xem, gần đây trong nhà hết trái cây rồi. Em muốn ăn dâu tây, hay là anh mua dâu tây cho em đi? Cô muốn ăn dâu tây? Cô vẫn còn muốn ăn dâu tây sao? Tôi thấy cô trông giống dâu tây rồi đấy. Trương Đại Vĩ, anh dám đánh tôi? Tôi đánh cô đấy. Cái đồ lừa đảo. Con trai, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Dù sao thì trong bụng con đàn bà này cũng đang mang thai đứa con của con. Đừng làm hại đến cháu trai của Trương gia chúng ta chứ. Đi mau đi.
cô còn muốn ăn dâu tây nữa không? Bình tĩnh đi. Mẹ, hôm nay nếu mẹ không ngăn con, là con xử con đàn bà đó luôn đấy. Nếu không phải cô ta lừa con, nói cô ta là thiên kim tiểu thư Diệp gia, còn bắt cóc Diệp Âm Nhi, thì công ty con có thể phá sản sao? Con còn mắc một đống nợ nữa. Ai biết cô ta xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng lại là kẻ giả mạo chứ. Diệp Âm Nhi đó, Vương Tiểu Ngọc chứ. Diệp Âm Nhi, là Diệp Âm Nhi. Được, được rồi, Diệp Âm Nhi, là Diệp Âm Nhi. Hai đứa cũng từng là vợ chồng. Con nghĩ có thể nào gương vỡ lại lành không? Giá như tôi có thể ôm một ngôi sao lớn như vậy thì tốt rồi. Tiểu Hồng, Cao Thanh Tùng bây giờ là của em đấy. Đi đi, em đo cho anh ấy đi. Ý gì đây? Em gái tôi lấy số đo cho tôi. Mà cậu cũng ghen à? Phu nhân của tôi mới có thể ôm tôi như thế này. Những người khác, kể cả anh trai cũng không được. Phu nhân thì đã sao? Tâm Nhi là người thân của tôi mà. Tôi còn là khách quen của em ấy nữa. Tôi là đại diện thương hiệu của em ấy. Đủ rồi đấy. Hai người các anh có ấu trĩ quá không vậy? Cao Thanh Tùng, anh đừng quên, tôi là ông chủ của anh, cổ đông lớn nhất của công ty điện ảnh Tân Thành đấy. Coi như cậu thắng. Tâm Nhi, một tay ngôi sao, một tay chủ tịch. Số của cô cũng tốt thật đấy. Con trai, đây là món đồ quý mà bà của con để lại cho mẹ, là miếng ngọc bội cổ. Đây là vật gia truyền của Trương gia chúng ta. Năm đó Tiểu Nhi cũng rất thích nó. Nhưng năm đó chúng ta và Tiểu Nhi cãi nhau căng thẳng như vậy, cô ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Con không hiểu đâu, con trai. Con và Tiểu Nhi là tình cảm thời niên thiếu. Đó gọi là mối tình đầu. Cả một đời người, điều khó quên nhất chính là mối tình đầu. Mẹ, nhưng đó là Lâm Nam. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Con lấy gì để so với Lâm Nam chứ? Con ngốc quá đi. Con hẹn con bé ra trước đã, lấy cớ là để ôn lại kỷ niệm. Xem thái độ của con bé, nếu mềm mỏng không được, vậy thì dùng vũ lực để ép buộc. Anh hay lắm. Tôi đang mang thai đây, vậy mà anh còn định lén lút phản bội tôi. Anh có phải là người không vậy? Diệp Thi Thi, cô bình tĩnh đi. Tôi nói cho cô biết, bản thân cô chính là tiểu tam đấy. Diệp Tâm Nhi với tôi mới là một cặp. Anh làm gì đấy? Được, anh không quan tâm đến tôi phải không? Vậy thì anh hãy quan tâm đứa cháu của Trương gia nằm trong bụng tôi đi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đi tìm Diệp Tâm Nhi thì tôi sẽ tự kết liễu cho anh xem. Nhân tiện, tôi muốn thông báo với mọi người một tin vui. Để chúc mừng đám cưới của tôi và Tâm Nhi, sau này các trang phục cao cấp của các nghệ sĩ dưới sự quản lý của công ty điện ảnh Tân Thành, tất cả đều sẽ do tập đoàn Diệp Thị phụ trách. Tốt quá rồi. Để chúc mừng bộ phận trang phục của tập đoàn Diệp Thị nhận được đơn hàng lớn này, tối nay tôi quyết định mời mọi người ăn tối ở khách sạn Hoàng Gia. Tôi sẽ trả tiền. Tốt quá, tuyệt vời quá. Khách sạn Hoàng Gia, chỗ đó không phải nổi tiếng là đắt đỏ sao? Sợ gì chứ, dù sao thì cũng là tài sản của Diệp gia mà. Phu nhân đã cho mọi người phúc lợi như vậy rồi, vậy tôi cho gì thì được đây? Chi bằng để tôi bảo công ty điện ảnh Tân Thành gọi hết nghệ sĩ qua đây, cùng mọi người vui chơi. Được, tốt quá. Hai vợ chồng các cậu giỏi lắm. Xem tôi như một công cụ thật sao? Vợ à, anh đã giúp em một việc lớn như vậy, em định báo đáp anh thế nào đây? Làm gì có ai giúp đỡ người khác một chút mà đòi được báo đáp chứ? Đồng nghiệp công ty đều có phúc lợi rồi, anh không biết đâu, anh cũng muốn có. Đồ lưu manh.
đúng là anh muốn giở trò lưu manh với em đấy. Bây giờ là giờ làm việc, không giỡn nữa. Tâm Nhi à, hôm nay ăn gà rán nhé. Hình như tôi chưa ăn no, để tôi đi ăn thêm một bữa nữa. Nhân viên của em rất hiểu chuyện. So với tên nhóc Cao Thanh Tùng thì họ hiểu chuyện hơn nhiều. Giờ làm việc chú ý hình tượng đi. Anh sẽ cố gắng. Cậu có biết tôi là ai không? Mà dám cản tôi. Không biết cũng không quen. Tôi là người quen của Diệp tổng các người. Diệp Tâm Nhi đấy. Dựa vào bà sao? Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến gặp Diệp tổng của chúng tôi. Ai cũng nói là người quen Diệp tổng. Đi mau đi, cút đi. Cái đồ chó canh cửa này, dám xem thường người khác hả? Phim được dịch, thuyết cậu minh làm gì vậy? Đi đi, mau cút đi. Để cho tôi vào trong. Để tôi vào trong, làm cái gì vậy? Đi ra đi. Tiểu Ngọc, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con dâu tốt của mẹ. Sao bà lại ở đây? Tôi và Trương gia các người đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. Con bé này, nói cái gì đấy? Con và Đại Vĩ dù sao cũng từng là vợ chồng. Tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Tình cảm 3 năm của hai đứa, khoan đã, tôi và anh ta sớm đã không còn liên quan gì đến nhau. Với lại, cả hai đều đã tái hôn. Hơn nữa, lúc đó cũng là Trương Đại Vĩ ngoại tình trước mà. Tiểu Nhi à, đừng nói như vậy. Đều tại con hồ ly tinh kia quyến rũ Đại Vĩ, khiến cho con phải chịu đựng nhiều thiệt thòi như thế. Nhưng sao tôi lại nhớ, lúc đấy bà còn vu oan cho tôi, nói tôi trộm vòng ngọc của bà mà. Con là tiểu thư gia đình quyền quý, sao có thể trộm được chứ? Chắc là con nhớ nhầm rồi đó. Hơn nữa, chẳng phải sau này chiếc vòng tay này cũng là của con sao? Còn có những bảo vật khác nữa. Còn có miếng ngọc bội này nữa, là vật gia truyền của Trương gia chúng ta, sau này cũng để lại cho con. Giả ân giả nghĩa, tôi không cần đâu. Dì à, dì yên tâm đi, tôi sẽ không quay lại đâu. Bà đi đi. Tâm Nhi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì khiến con trai tôi phải ngồi tù. Diệp Tâm Nhi, tôi sẽ khiến cô sống trong đau khổ. Tâm Nhi, Tâm Nhi, em không sao chứ? Tâm Nhi, Tâm Nhi à, mau gọi xe cấp cứu. Tỉnh rồi hả? Sao em lại ở trong bệnh viện? Phim được dịch, đột nhiên em ngất xỉu, dọa anh sợ quá đi mất. Cũng may, sau khi bác sĩ kiểm tra, nói không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị hoảng sợ quá mức. Còn bọn họ, mẹ của Trương Đại Vĩ bị tổn thương nội tạng, sau khi được cấp cứu thì không có gì nghiêm trọng cả. Còn mẹ nuôi của em bị bắt đi rồi. Đúng thật là ác giả ác báo mà. Không có được như vậy nữa nhé. Đột nhiên ngất xỉu, không có được dọa anh như vậy nữa đấy. Em biết rồi. Vợ à, anh đã lo lắng suốt cả đêm, cần được an ủi. Thôi nào, đây là bệnh viện đó, anh ôm một chút thôi, một chút thôi mà, có được không?
Trẻ tuổi đúng là rất tốt, nhưng cũng phải biết kiềm chế, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Hiểu rồi. Diệp Tâm Nhi có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ. Em nghe chưa đó? Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thật tốt. 3 tháng đầu sau. Chẳng lẽ ra ngoài à? Đi đâu đấy? Thăm mẹ tôi. Trương Đại Vĩ, anh đừng nghĩ là tôi không biết. Anh chỉ viện cớ lấy danh nghĩa đi thăm mẹ anh, để đi gặp Diệp Tâm Nhi thôi. Hai người họ ở cùng một bệnh viện. Anh chính là đi gặp người tình cũ của anh. Diệp Thi Thi, tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không đồng ý anh đi gặp người tình cũ của anh. Tránh ra. Diệp Thi Thi, cô tỉnh táo lại đi. Bản thân cô là người thứ ba. Bản thân cô là hồ ly tinh. Tôi và Diệp Tâm Nhi mới là một đôi. Tôi không cho anh đi. Tôi không cho phép. Cô đừng tưởng mình đang mang thai thì tôi không dám đánh cô nhé. Trương Đại Vĩ, quá hạn không trả tiền, cậu cũng gan lắm. Đại ca, cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi nhất định sẽ tìm cách. Ngôi nhà trông cũng đẹp đấy. Lấy để trả nợ đi, chắc là vừa đủ đấy. Nếu như không còn cách nào nữa thì lấy nhà để trả cũng được. Anh đừng vội, tôi nhất định sẽ đem tiền về. Anh không được đi. Tránh ra. Diệp Thi Thi, tôi nói cho cô biết, tôi chính là đi tìm Diệp Tâm Nhi đấy. Tôi là đi tìm cô ấy đấy. Tôi không tìm cô ấy thì cô có 20 triệu để đưa cho tôi không? Không ngờ anh chàng Lâm Nam này cũng khá lãng mạn đấy. Tâm Nhi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Em còn nhớ không? Trước đây anh cũng tỏ tình với em như vậy đấy. Trương Đại Vĩ, anh đang làm cái trò gì vậy? Tâm Nhi, chúng ta là mối tình đầu. Trong cuộc hôn nhân của chúng ta, anh đã phạm phải sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mắc phải. Nhưng mà anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Bảo vệ, có bảo vệ không? Tâm Nhi, bây giờ em không chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng không sao. Anh hát cho em nghe nhé. Hát xong anh sẽ đi. Ai vậy? Trương Đại Vĩ, còn không đi thì tôi sẽ tưới nước nóng đấy. Anh xuống đây cho tôi. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Tâm Nhi, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ còn quay lại. Trương Đại Vĩ, tôi đã cho cậu đủ thời gian rồi. Hoặc là hôm nay cậu thế chấp nhà cho tôi, hoặc là cậu nhảy ra khỏi cửa sổ thì khoản nợ này coi như được giải quyết. Đại ca, nhưng đây đang là tầng 24 mà. 3 2. Nhà cho anh đấy. Tôi ký. Tôi ký mà.
Lúc đó Tâm Nhi còn nghĩ là gu của con tệ lắm, bày toàn trò lãng mạn rẻ tiền ở công ty. Không ngờ là trò tầm phào của Trương Đại Vĩ. Tên Trương Đại Vĩ này đúng thật là không biết xấu hổ. Mẹ nói không sai, hắn còn hát cho Tâm Nhi nghe nữa, còn sẽ hát cho mọi người nghe thử. Thôi được rồi, càng nói em càng thấy tẩm này. Cứ để anh nói cho ba mẹ nghe. Tâm Nhi, em không sao chứ? Không sao. Có phải dạo này con lại ăn bậy bạ rồi không? Con gái, không sao chứ? Con không sao. Đi, anh đưa em đi bệnh viện. Em không đi đâu. Tại anh hết đấy. Tại anh sao? Đúng, đều do anh mà ra đấy. Trương Đại Vĩ, giao căn nhà cho bọn này, nợ nần của chúng ta xem như xong. Có điều nếu muốn tiếp tục ở đây cũng không phải không được. Đại ca, em biết anh tốt với em nhất mà. Cảm ơn đại ca. Khoan đã, anh cậu luôn yêu thích sự mới mẻ mà. Nhìn cậu thế này, vợ cậu mà có đi theo cậu cũng không sung sướng gì. Để cô ấy lại cho bọn anh đi. Anh, Trương Đại Vĩ, anh là đồ khốn kiếp. Con mụ điên này, bỏ ra, đừng có đánh tôi. Tội nghiệp quá, mang thai to thế này rồi còn phải ra ngoài xin ăn nữa. Mấy người nói ai xin ăn vậy? Đứng lại. Cô thật sự xem mình là ăn xin thật à? Trương Đại Vĩ, tên vô dụng nhà anh, đến người vợ đang bụng mang dạ chữa anh còn định đem bán. Tôi không đi xin ăn, chẳng nhẽ lại trông chờ vào tên vô tích sự như anh. Cho anh đi, đưa cho anh, trả cho tôi. Trương Đại Vĩ, trả đây, đưa cho tôi. Diệp Thi Thi, đừng giả vờ nữa. Chỉ đẩy mông cô có tí xíu, đến mức đó không? Diệp Thi Thi, có sao không? Không phải cô sắp đẻ đó chứ? Thi Thi, Thi Thi ơi, cố gắng lên. Không sao chứ? Có sao không vậy? Diệp Thi Thi, Tâm Nhi, anh là anh đây, Trương Đại Vĩ. Sao anh thành ra thế này rồi? Đúng là gieo gió gặp bão. Em có thai rồi à? 5 tháng rồi. Con trai ngoan. Chồng ơi, anh nhìn này, em xin cho anh một đứa con trai này. Diệp Thi Thi, đứa bé này là của tôi sao? Chồng, anh nói điên khùng gì vậy? Đứa bé này mà không phải của anh, vậy chẳng lẽ nó là con hoang? Diệp Tâm Nhi có thai rồi. Kết quả chẩn đoán cho Trương Đại Vĩ, vô sinh. Cô vẫn không chịu thừa nhận hả? Đứa bé này đúng thật là con hoang. Con hoang? Con hoang thì đã sao? Vẫn hơn cái đồ vô sinh như anh. Anh bóp đi, có giỏi thì anh bóp cho tôi ngủm luôn đi. Trương Đại Vĩ, anh đúng thật là tên vô dụng. Người không biết đẻ trứng, không phải Diệp Tâm Nhi. Đứa bé tôi sinh ra cũng không phải của anh. Người có vấn đề là anh đấy. Anh là một thằng
bất tài, vô dụng. Trương Đại Vĩ, nếu không phải anh xung phong, người bây giờ đổ vỏ cũng không đến lượt anh làm đâu. Cứ cặn bã như anh xứng đáng bị cả đời cô độc, không con không cháu. Đổ vỏ thì đổ vỏ, không thể để người khác biết là Trương Đại Vĩ tôi vô sinh được. Đưa đứa bé đây, trả đứa bé lại cho tôi, trả con cho tôi. Trương Đại Vĩ, vợ ơi, em nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ nên đặt tên con là gì. Vợ anh giỏi thật nhỉ, tặng cho anh cả một cặp song sinh. Anh nghĩ xong tên rồi. Chị thì tên Lâm Thanh Thư, em gái thì tên là Lâm Thanh Huyền. Sao anh biết chắc là hai bé gái chứ? Nếu là hai bé trai thì sao? Có khi nếp tẻ đủ hết thì sao? Nhưng anh muốn một bình rượu mơ. Vậy nếu là con trai thì sao? Thì đành làm phiền vợ, sinh thêm đứa nữa vậy.